Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư Và chúng ta là cùng gặp lại trong bản điểm tiên tuần uh, Trên kênh uh, rất là quen thuộc của chúng ta Chứng khoán chiến minh đến từng con sóng <laughs> Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta uh, Cũng sẽ có các cái nội dung chính như sau Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị Chúng ta sẽ điểm qua một số các cái danh mục uh, Cổ phiếu, ngành nhóm trụ uh, Bảo hiểm, bán lẻ uh, Thép, xi măng, họ, ngành chứng khoán uh, Nhóm banh uh, Nhóm ngành càng biển, than khoáng sản uh, Nhóm ngành phân đạm hóa chất và nhóm ngành mía đường và còn thời gian thì chúng ta sẽ đi view thêm một số các mã cổ phiếu khác Ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại toàn bộ kịch bản phân tích tuần cũ tức là tuần video số 129 và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài nhận định một vài các cái góc nhìn về xu hướng thị trường trong cái tuần giao dịch tiếp theo tức là tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 6 như vậy là chúng ta cũng đã trải qua được hai tuần đúng anh chị hai tuần đầu tiên hai tuần đầu tiên của tháng 6. Và nhìn chung thì thị trường của chúng ta cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Trong cái vùng mà thị trường của chúng ta tiếp tục công cái vùng kháng cự 1.300 điểm đến vùng 1.310 điểm ở đây của index. Hai tuần tuần trước thì gần như là nó đánh theo hình răng cưa ở trong một biên hẹp, tuần này thì cái biên của nó có nới rộng ra. Tuy nhiên, ở phiên kết tuần thì chúng ta đã đánh mất cái thành quả ở trên vùng 1.300 điểm. Tí nữa thì chúng ta sẽ có một vài phân tích. Và nhìn chung thì chúng ta cũng đã trong bản tin tuần trước thì cũng đã đưa cho các anh chị một cái bức tranh Một cái bức tranh về các cái quỹ đầu tư cho đến năm tháng đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam Thì tất cả các quỹ đầu tư, các quỹ ngoại đều đang bị lỗ, các anh chị đều đang bị lỗ Duy nhất chỉ có một quỹ là đang có gọi là không lỗ uh, suy soát bằng không thì hình như đâu đó cái quỹ đó là họ đang nắm phần lớn tiền mặt nên là họ mới giữ được cái 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 trạng thái như vậy còn tất cả các cái quỹ mà đang giải ngân cổ phiếu thì năm tháng đầu tiên trên thị trường chứng khoán năm 2022 là con số âm và uh, cá biệt âm từ 10 cái tỷ suất từ 10 đến 15 phần trăm rất là nhiều và có những quỹ đã vượt qua 15 phần trăm thì các cái quỹ đầu tư họ có một cái bộ máy các anh chị phải biết như vậy họ có một cái bộ máy cực kỳ siêu phàm và họ đã phân tích họ đã lọc rất nhiều các cái yếu tố về mặt cơ bản về mặt kỹ thuật và thậm chí đối với các quỹ lớn thì họ có những cái thông tin nội bộ các anh chị chúng ta là nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta không có nhưng các quỹ lớn người ta sẽ có những cái thông tin nội bộ và họ sẽ là những người được tiếp cận những cái thông tin đầu tiên tối ưu nhất tốt nhất mà họ vẫn chịu thua trong năm tháng đầu 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 năm của năm 2022. Điều đó nói lên rằng thị trường chứng khoán của Việt Nam trong những cái giai đoạn vừa qua nó hết sức là khó khăn chứ không đơn giản đúng không anh chị. À, và chúng ta phải rất khéo à, rất khéo để chúng ta lách qua những cái nhóm ngành à, nó hút được dòng tiền thì khi đó chúng ta mới có được những cái lợi nhuận à, khiêm tốn phải nói là như vậy những cái lợi nhuận khiêm tốn tức là chúng ta lãi được khoảng tầm 5 10 15 phần trăm 20 phần trăm trên một cái mã cổ phiếu trong những cái giai đoạn vừa qua thì đấy là một thành công rất lớn của chúng ta rồi đúng không anh chị ờ, Ok ờ, chúng ta sẽ đi vào phần chính của uh, bản tin ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ đi view lại danh mục cơ bản thì đối với họ nhà Vick ở trong tuần vừa qua nhìn chung thì Vick vẫn tiếp tục đi ngang và điều quan trọng đó là vùng 76 đến vùng 77 của Vick vẫn giữ được À, nhìn về cái cách đi này thì Vic đang có một cái hành trình tích lũy tiếng ngang và chúng ta cũng có thêm những cái kỳ vọng để uh, Vic có thể giảm tiền nó tốt hơn và nó kéo vượt thoát vùng 82 để đi về vùng 90, đó thì nó sẽ uh, có những cái tác động tích cực nhất định lên thị trường, đúng không ạ? À, rồi, mã cổ phiếu thứ hai Vinhome thì uh, trong tuần vừa qua Vinhome chủ đạo là đi ở cái biên hỗ trợ. Chúng ta nói đây là vùng 67.8 đến vùng 68.5 năm uh, Uh, phiên kết tuần thì nó có một điểm nó bị rơi ra khỏi cái vùng hỗ trợ tuy nhiên kết viên thì nó lại lấy lại được ở trong biên uh, dòng tiền thì hiện tại cũng đang uh, khá là thấp chính vậy nên vinhome uh, kỳ vọng là vẫn cái xu hướng tích lũy thôi chứ còn để mà đánh mạnh thì nó phải xuất hiện một hai cây uh, chuyển biến tức là nó break cái vùng mà chúng ta vừa mới nói xong uh, đối với vincom thì theo thì chúng ta có phân tích ở trong cái giai đoạn vừa qua đó là vre đã đạt được lên đến cái vùng uh, target dự kiến 30 và sau đó nó chỉnh cung thì nó có hai tuần chỉnh cung tương đối đẹp ở vùng 29 29 năm năm tuần vừa qua thì VRE bắt đầu có những cái tín hiệu vượt thoát lên vùng 30 đây và khi thoát lên vùng 30 thì phiên ngày hôm nay mặc dù thị trường đã giảm điểm rất là mạnh nhưng VRE đã test lại vùng 30 tức là nó tự test ở trong phiên và kết phiên ở 30.5 là tương đối ổn ngắn hạn thì chúng ta sẽ kỳ vọng VRE có thể đánh lên vùng 32 ở Vinamilk nhìn chung thì trên góc độ kỹ thuật vẫn còn khá là nhiều khó khăn các chị ở trong một cái giai đoạn nó giảm rất là mạnh này Vinamilk thì đã giảm trượt dài trên con dốc và Vinamilk có những cái miếng đánh ở đây các anh chị đây nó cũng đánh khá là sốc và những cái tài khoản mà chúng ta đua xanh là chúng ta bị dính dính trưởng đó và lần thứ hai cũng như vậy đua xanh là dính trưởng bởi vì sao khi mà nó kéo lên đây vùng 73 3 5 là vùng khá cự chúng ta phải nhận diện ra được ở cái vùng nào là cái vùng mà chúng ta không nên đua theo cổ phiếu nữa các anh chị nhá chúng ta không nên đua theo theo cổ phiếu nữa và cái vùng nào thì có thể đua được ví dụ nó có thể nó test lại vùng 68.5 ở đây thì chúng ta có thể mua được một ít một phần đó đó cái vùng hỗ trợ này đấy là những cái vùng test cung thì ở trong tuần là nó đi rất đẹp ở vùng 70.7 nhưng mà phiên kết tuần thì nó hơi xấu Nó cả thị trường nó bị đạp mà các anh chị nên là nó cũng không 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 tránh được trong không tránh khỏi được cái cái xu hướng chung của cả thị trường ở tuần tới thì Viramil có thể quay lại ở khoảng quanh vùng 68.5 ở nhóm ngành hàng không chúng ta VGC <laughs> Uh, VTC là một trụ uh, rất là nhạy ở trên thị trường. Hiện tại thì uh, sau một cái quá trình mà chúng ta đã phân tích một sóng lên ở bên này thì nó đang đi vào một sóng xuống. Uh, trên cái sóng xuống đó thì chúng ta có vùng hỗ trợ 122.5 hướng lên vùng kháng cự 130. Uh, lên 130 rồi thì nó sẽ chỉnh cung ở khoảng quanh 125 126 và trong tuần vừa qua thì đây là những điểm test cung theo quan điểm kỹ thuật cùng là khá đẹp. Uh, với những cái điểm test cung như này thì kỳ vọng tuần tới nó sẽ kéo lại ở đây đó là cái vùng kháng cự mà nó đã đạt được ở đây đó là quanh vùng 132.5 132 đến khoảng 132.5. Ờ uh, kiên Giang ngắn hạn thì chúng ta đang phải uh, kiên nhẫn thêm thôi bởi vì subram kiên Giang ở đây bây giờ là nó có cản 16. Uh, đồng thời nó cũng có luôn cái vùng hỗ trợ 13 13.5 và xu hướng thì nó sẽ đi theo cái hình răng cưa. nó nó có thể là có những cái điểm lo ngắn rồi sau đó nó sọt đó và nó đi ở trong một cái biên giải biên như này, chờ thêm À, cuối cái con đường này thì nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để nó phát đi ví dụ như là nó sẽ thoát vùng 16 thì như vậy là tại thời điểm đó chúng ta có thể canh gom thêm nhưng ngược lại nếu như nó bị thủng vùng 12 thì đấy là một tín hiệu rất xấu của số đông nguyên giang chúng ta cần phải hạ tỷ trọng cổ phiếu tức là gió theo chiều nào xoay theo chiều nào thì chúng ta cần phải uh, phải, phải, phải 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 chỉnh theo chiều đó chúng ta không chống lại được xu hướng của cổ phiếu rồi chúng ta sẽ đi phân tích uh, nhóm ngành bảo hiểm Thì hiện tại ngành bảo hiểm theo quan điểm kỹ thuật cùng cũng đang khá là đẹp Đó khá là đẹp trên so với các cái mã ngành khác của thị trường Thì BVH ở đây chúng ta có nói đến vùng kháng cự 55.5 đến vùng 56 uh, Tuần này thì BVH tiếp tục công kháng cự này uh, phiên ngày hôm nay nó cũng tiếp tục công kháng cự tuy nhiên là công không thành Vậy thì công không thành thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh đâu Thứ nhất đó là vùng 54.5 Điểm thứ hai có thể ở vùng 53.3 và sâu nhất uh, có thể phải tính toán đó là vùng 51 đến khoảng vùng 52 ở đây các anh chị. Tức là nó trả hết cung. Đó, nó chạm cái vùng kháng cự ở đây thì nó trả hết cung. Vậy thì uh, cái cái góc nhìn về cổ phiếu như thế nào? Đó các anh chị. Vậy thì khi 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 mà cổ phiếu về đến vùng 56 thì thôi chúng ta hạn chế chúng ta mua. Đó. Và chúng ta có thể chốt bớt đi và khi cổ phiếu trả cung, đây là các cái phiên trả cung thì chúng ta sẽ dò các cái vùng giá mục tiêu này chúng ta đặt để chúng ta gom. Đó, cách đánh là như vậy ở cổ phiếu BMI <laughs> BMI trong tuần thì BMI cũng đã uh, tiệm cận về vùng kháng cự ở đây đó là vùng 34 đến vùng 35 đây các anh chị và nó đang có ba cái nến test ở góc độ kỹ thuật thì BMI sẽ test lại ở quanh vùng 31.5 tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm BMI ở vùng này ở MIG thì chúng ta đã có những cái phân tích và đánh giá khá kỹ về cái trang kỹ thuật của MIG đó là gì đó là cái vùng 27 27.3 thì Hùng đánh giá rằng là đã xuất hiện những cái dòng tiền lớn ở những cái dòng tiền này thì chắc chắn là người ta có ý đồ và người ta đã gom vào uh, MIG ở cái vùng biên 27 đến 27.5 đó thì um, khi mà chúng ta khi mà chúng ta uh, nhận diện một cái phương pháp như vậy rồi ấy, thì chúng ta có thể dò tìm thêm các cái điểm mua gom ví dụ như đây đây là một những cái điểm mua gom này rồi sau đó nó lên đến vùng 28.5 thì nó chỉnh cung kỹ thuật đó là biên 27 27.3 uh, và đến thời điểm hiện tại thì MIG cũng đã tiệm cận lại vùng kháng cự 32 ở đây và nó trong tuần thì nó cũng đã có những cái phiên tự test. Đó, tự test. Đó, tự test thì dự kiến là những cái điểm test thứ nhất đó là vùng 31 31.5 thì anh chị để ý nhá. Đây chúng ta có hai cây nến test này. Đó, nó test sâu về vùng 28.5 thì ở đây nó cũng xuất hiện một cây nến đỏ như vậy thì rất có thể là cái cây nến của phiên ngày thứ hai nó cũng sẽ xuất hiện một cái cây nến sọc như này. Đó. Rồi có thể nó sẽ kéo lên ở trong phiên thì cái đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm nhưng khả năng ở vùng 28 28.5 là nó sẽ quay trở về nó test ở vùng này. PVI ở đoạn giai đoạn này thì nó chưa chưa thực sự là tích cực. nó PVI nhìn về chạc tuần á, thì tạm ổn. nó tức là nó vẫn đang giữ lại được đây cái vùng ở đây đó là vùng 46 45 46 ở đây đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây nó đang giữ được ở uh, sau khá nhiều tuần các anh chị đây một cây nến này là một cây nến tuần đó thì trong vòng cái khoảng thời gian rất là dài thì BMI, uh, PVI vẫn đang giữ được cái vùng 45 46 À, thì với việc mà giữ được cái vùng đệm như này thì cũng có thể là cổ phiếu sẽ có một cái trend kỹ thuật đánh như sau này. Tất nhiên chúng ta cần phải chờ thêm. Ví dụ à, thứ nhất là bây giờ ông đang kỳ vọng ở vùng 54 này, ông đánh lại vùng 54 xong rồi ông đánh lại về vùng 58. nó còn có break được, tức là nó có một cái cây nến nó đè được cái vùng 58 cộng ở đây thì khi đó chúng ta sẽ tính toán thêm. Đó. Ờ à, rồi, à, chúng ta đi phân tích các trụ và liên quan đến ngành bán lẻ các anh chị, chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu PNG. Thì đối với PNG đây cái vùng 127 là vùng mà chúng ta đã nói đến trong bản tin tuần đó là vùng kháng cự của cổ phiếu và về đến kháng cự rồi thì các anh chị em của chúng ta làm gì ạ chúng ta bán cổ phiếu ra đó chúng ta không đua nữa đó, bởi vì nếu như có ăn được thì nó cũng không ăn được bao nhiêu mà khi mà vô tình mà chúng ta đua theo những cái điểm xanh như này thì đấy là một cái một cái rủi ro rất là lớn đó thì, thì cùng lắm nó chỉ lên được vùng 135 thôi nhưng mà khi mà nó bị thất thế ở cái vùng 127 ở đây thì khả năng cao là nó bị đạp rất là mạnh Thì uh, cây nến kết tuần là một cây mà uh, PNG đã bị đạp tương đối mạnh Lực đạp như thế này là mạnh các anh chị uh, Thì sang tuần tới, sang tuần tới thì PNG nó sẽ có cái xu hướng à, Xu hướng tiệm cận lại cái vùng đây này Vùng 115 các anh chị Đó Trang 15 MVDC chúng ta cũng có những cái thông tin uh, tích cực về câu chuyện chia cổ tức. Tuy nhiên, thì như vùng có phân tích ở đây, đó. Ở MPDugger, chúng ta phân tích từ vùng 130 lên vùng 140. ở 140 thì chúng ta phân tích lên vùng 150 và và maximum ở đây là chúng ta có dự báo về cái khả năng là nó sẽ chạm 155 và nó sẽ chỉnh cung. Uh, thì trong tuần uh, chúng ta nhìn thấy rằng đây là những cái cây nến để cho so rằng cái xu hướng ở vùng 155 của MVDG tương đối khó khăn và như vậy là cổ phiếu này đã bắt đầu chỉnh cung. Thì điểm chỉnh cung đầu tiên nó sẽ chỉnh về 150. Những khả năng với cái tín hiệu thị trường hiện tại thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta đánh giá xem xem là sang tuần thì cái 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 xu hướng của MVDG nó có bị thủng vùng 150 không? Nếu như thủng thì chắc chắn là nó sẽ có xu hướng. Đó thiên hướng là đạp về lại đây cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây, quanh 143.5. Uh, cổ phiếu Pet. Ở <laughs> uh, Pet thì chúng ta cũng đang phân tích một nhịp sóng hồi và dự kiến cái nhịp sóng hồi này sẽ có target ở khoảng vùng 50. Trong tuần thì Pet đi khá là tốt, đi lên được đến uh, 48.1 là vùng cao nhất Tức là lên nếu khoảng được, được 48, lên được 48 thì nó đang có ba cây và ba cây như này, tức là nó uh, cái, cái, cái 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 lúc mà Pet nó bị mất cái vùng 43.5, tức là cái tín hiệu kỹ thuật test cung của Pet nó bị phá vỡ và khi cái tín hiệu test cung của pet nó bị phá vỡ thì nó sẽ về đâu tức là của nó sẽ quay lại vùng hỗ trợ kỹ thuật nó đây thôi đó tuần tới thì chắc chắn là là không phải bàn cãi gì cả xu hướng là sẽ đi về lại xu hướng là sẽ đi về kiểm tra lại vùng 39 đến khoảng vùng 40 rồi ở à, đi thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy cũng có phân tích một sóng lên đấy anh chị và À, tại sóng lên này thì chúng ta còn nói đến cái vùng kháng cự 140 ở đây rất là mạnh và chúng ta nhìn thấy rằng đây ở à đây là những cái phiên mà Dizuwa đang bị mất là ở vùng 140 à, với xu hướng hiện tại thì Dizuwa có xu hướng là nó sẽ quay về quanh cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây khoảng quanh vùng 123 ô tô hàng xanh à, hờ ách thì à, về mặt trên kỹ thuật của ách đến thời điểm hiện tại đang rất là ok và các anh chị em có thể nhìn thấy đây Cái tính tạo lập của HX khi mà nó vào trang kỹ thuật của nó Nó đánh rất là nó đánh rất là tơi Và trong cái cái điểm mà nó chỉnh từ vùng 40 rơi về vùng 18 Cũng là về một cái vùng hỗ trợ rất là sâu đây rồi Thì từ vùng 18 là chúng ta đang dự phóng cái target đầu tiên Mà HX sẽ đạt được đó là khoảng vùng 24 Thì các anh chị nhìn thấy đây này Cái nến ngày hôm nay hôm nay mà thị trường mà không không xấu á, thì hờ rất có thể là cờ đã break thành công cái vùng 24 cộng ở đây rồi nhưng mà thị trường chung nó rất là xấu à, chính vậy nên là nó lùi lại nó lùi lại nghỉ ngơi lại ở khoảng quanh vùng hỗ trợ 21.8 đến vùng 22.5 và điểm sâu hơn trong cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này chúng ta có nói đến đó là vùng 20.7 anh chị đó rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một nhóm ngành cũng rất là quan trọng đó là nhóm ngành thép thì như cũng có phân tích và có đề cập đến với các anh chị em đó là nhóm ngành thép thì trong thời điểm hiện tại là nó đang dò đáy kể cả là thép thế giới cũng đang sau một cái giai đoạn chỉnh giảm thì hiện tại là nhóm thép gọi là cái giá thép tương lai các hợp đồng tương lai mà của thế giới thì hiện tại là thép đang có xu hướng uh, chứng cái đà giảm lại và đã bắt đầu có những cái nhịp hồi phục thì nó cũng đồng pha với cái câu chuyện là thép việt nam đúng không ạ và đối với đối với nhóm thép thì khi mà tiếp cận đến nhóm này thì các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ thì cũng có phân tích cho các anh chị rồi chúng ta cùng nhìn nhận về nhóm thép đó là nhóm thép đã có một cái trang kỹ thuật tăng quá là tốt ở trong năm 2020 và trong năm 2021 ok vậy thì sau một cái trend tăng trung hạn như vậy á, thì nó sẽ đi vào một cái downtrend trung hạn đao trên trung hạn các anh chị và chúng ta có thể nhìn thấy hòa phát đây nó đang trượt dài ở trên một cái kênh xu hướng đây nó đang gọi là đao trên trung hạn vậy thì ở trên cái quá trình đao trên trung hạn đó thì nó sẽ có những cái gì nó sẽ có những cái nhịp hồi đó, nó sẽ có những cái pha hồi đó pha hồi thứ nhất đó và trong cái pha hồi này thì hùng cũng đã phân tích rất sâu về cái xu hướng của hòa phát nếu hùng nhớ không nhầm thì hùng đã có phân tích rất sâu là sau cái pha hồi này thì hòa phát sẽ đi về vùng 36 nó và đúng như vậy thì sau một thời gian thì Hòa Phát đã về đến vùng 36 Vậy thì đến cái câu chuyện hiện tại ấy à, đến câu chuyện hiện tại đây thì à, Hòa Phát nó sẽ đi về đâu nó nó sẽ đi đâu đi về đâu và cái trang cái thuật như thế nào thì bản thân là khi Hòa Phát nó có một cái nhịp hồi đây thì cũng đã có nói đến là nó chạm vùng 36 thì kiểu gì nó cũng sẽ đi lại nó test cung đó. Và cái dự phóng test cung ở vùng 34, sâu hơn thì vùng 33 và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì Hòa Phát tiếp tục đi bám sát ở biên 33. Thì uh, xu hướng ở đây là nhóm thép đang đi dò đáy các anh chị. À uh, sau những cái phiên tăng như này chúng ta cũng chưa thể vội mừng được đó. Uh, bởi vì sao? Bởi vì các anh chị nhìn thấy đây, ở trên này nó có những phiên tăng mà quay lại đây nó test phát là thủng thủng luôn cái điểm bên này thì nó bị đạp rất là mạnh. Vậy thì câu chuyện là gì? Nếu như Hòa Phát phải giữ được ở khoảng vùng 30 Uh, 32 8 đến khoảng vùng 33 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng và nó sẽ đi ở trong một cái biên hình trang cưa đó nó đi biên trong hình trang cưa và trong cái trang cưa đó thì có biên 33 và ở đây nếu nhớ không nhầm thì sẽ là vùng 34.5 các anh chị nó sẽ đi ở trong cái biên này và trừ khi nào mà uh, hòa phát thoát vùng 34.5 thì đấy là tín hiệu kỹ thuật này được tạm gọi là tích cực còn trong trường hợp ngược lại nếu như hòa phát mà phá vỡ vùng 33 thì đấy là một vấn đề đáng quan ngại đối với hòa phát cũng chỉ lưu ý như vậy thôi thì chúng ta sẽ chờ thêm các cái tín hiệu à, với một số các mã cổ phiếu thì hùng đi phân tích sâu như vậy nói chậm như vậy để các anh chị hình dung đó còn những cái mã khác thì hùng sẽ lướt qua nhanh còn đối với hoa sen thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi ở đây có hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 20 ở đây có vùng kháng cự 22 Ờ à, tiếp theo đó là 23.5 và cái đích cuối cùng của nó là vùng 25 đó trong trường hợp nếu như nó thoát được vùng 25 thì đấy là một cái trend à, nó sẽ mở ra một cái kỳ vọng mới gọi là phát đi một cái tín hiệu uh, trên tăng kỹ thuật của Hoa Sen. Nhưng trong trường hợp ngược lại nó bị đè vùng 20 và sau đó nó có một cây nến nó xác nhận lại nó không lấy được cái vùng 20 lại thì đấy là một tín hiệu rất là xấu và chúng ta uh, trong trường hợp tốt thì chúng ta nắm giữ cổ phiếu và chúng ta sẽ cân thêm cổ phiếu. Trong trường hợp xấu thì chúng ta sẽ cân nhắc à uh, chúng ta phải giảm tỷ trọng cổ phiếu. Đó, cái cách là như vậy. Chúng ta không chống lại được thị trường và cũng không thể chống lại được xu hướng của cổ phiếu đối với Nam Kim thì nó cũng có một cái mô hình test tương đối khá là giống đối với Hòa Phát sau một nhịp tăng thì Nam Kim đã quay trở lại test và những cái điểm test kỹ thuật này của Nam Kim thì hiện tại cũng đang gọi là tương đối là đẹp trong đó thì chúng ta sẽ chú ý đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó trong ngắn hạn đó là vùng 22.3 và vùng kháng cự của nó là vùng 25 khả năng nó cũng sẽ có những cái điểm đi hình răng cưa ở trong vùng này và chúng ta chờ thêm những cái tín hiệu kỹ thuật xem thử xem là Nam Kim có đánh thoát được ở à, cái vùng kháng cự đây hay không đó là vùng 26 hay không à, khi mà thoát được vùng 26 với lực cầu xác nhận ví dụ đánh trên tầm 12 triệu cổ phiếu trên một phiên thì chúng ta sẽ có ở vùng 29 đến khoảng vùng 30 đó là target kỳ vọng của Nam Kim à, cổ phiếu TVN à, TVN thì cũng có một cái vùng hoạt động kỹ thuật đây 96 đến vùng 10 và vùng kháng cự của nó là vùng 11 khả năng khi chạm 11 thì nó cũng sẽ có những cái điểm đây các anh chị hình răng cưa tức là chỉnh xuống rồi gặp hỗ trợ bật lên rồi đó nó sẽ đi theo như vậy và chúng ta chờ thêm một cái tín hiệu nói chung là tuần tới uh, khả năng là nó còn đi ngang ngửa trong tuần tới khoảng tầm độ một hai hai phiên nữa đó rồi khi đó nó mới phát đi được những tín hiệu cái tuần tiếp theo nó thủng vùng 11 thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 12 3 TLH uh, đó thì chúng ta nhìn ở trên trạc tuần đây thì chúng ta sẽ hiểu nó TLH cũng đã có một cái trend tăng các anh chị đó trend tăng này cũng gọi là sóng thần chứ không phải là sóng sóng bình thường nữa Ờ, uh, ông ấy đánh từ vùng uh, 4 đi Cho từ vùng 4 lên vùng 24 bốn uh, 6, lần Các anh chị 6 lần Thì bên này nó cũng sẽ nhấn chìm đi Tài khoản đầu tư khoảng 4 lần Ví dụ như thế nếu như Mà chúng ta vô hình dung mà chúng ta đua vào Phải cái đỉnh của nó đây Đó là đỉnh kháng cự ở trung hạn đúng không ạ uh, Rồi và trên Trên cái nhịp mà 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 mà, mà, mà TLH nó đi ấy, thì nó cũng sẽ xuất hiện Những cái sóng hồi Đấy, Các anh chị nhìn thấy này những bước sóng thì cách đi của nó như vậy, các anh chị nhìn thấy từ 24 nhá, nó chạm vùng 16 nó lên vùng 22, rồi nó đạp xuống vùng 10 10 và nó có thể nó kéo lên vùng 14.5 rồi sau đó nó test lại 10 mà thủng thì nó sẽ đi theo cái kiểu như này, tức là nó sẽ về khoảng về 6. Đó, cái cách đi nó như vậy. Đấy gọi là 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 ở uh, trong một cái sóng down trung hạn thì nó sẽ có những cái mô hình test răng cưa và có những cái nhịp sóng hồi như vậy. Thì uh, đối với TLH thì chúng ta cũng sẽ ờ uh, có vùng kháng cự của nó ở đây, vùng kháng cự của nó ở đây đó là vùng hai, mười ba và vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta quan tâm đó là vùng mười một đến khoảng vùng mười một anh chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo cũng rất là quan trọng. Sau nhóm thép à nhóm ngành xi măng ở xi măng thì chúng ta chỉ có phân tích hai mã cổ phiếu thôi đó là bcc hiện tại thì cũng uh, đang khuyến nghị cho các tài khoản đóng tim đầu tư hai mã này thì đối với bcc tuần này là đã hoàn thành những vùng giá mục tiêu 18 trên 18 và bcc có thể ép cung tức là nó có thể trả cung lại vùng 17 và sâu hơn có thể là vùng 16 sáu uh, thì những cái điểm trả cung kỹ thuật này đấy là điểm mà chúng ta quanh mua uh, trong tuần thì trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì uh, bcc cũng đã có một điểm ở quanh vùng 16 ở đây đó là những cái điểm ép cung rất là đẹp đó đây là vùng hỗ trợ nó đó. đó anh chị thì uh, uh, lực cầu của BCC hiện tại là cũng đang ổn rồi Đang đánh khoảng tầm độ trung bình khoảng gần 2 triệu cổ phiếu trên một phiên là rất là ok uh, Xu hướng thì uh, nhịp này chúng ta sẽ hướng cái vùng target của BCC lên khoảng vùng 21.5 Các anh chị lưu ý Cổ phiếu HT1, à, Tiên 1 cũng uh, được khuyến nghị đầu tư Và hiện tại thì HT1 cũng đang khá là hay Đó À thì đây HT1 là từ ngày mùng 2 tháng 6 là chúng ta bắt đầu nói đến cổ phiếu HT1, HT1 và 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 và, và BCC ở đây đó để chúng ta phân tích xu hướng. Thì trong phiên ngày hôm nay thị trường hơi xấu nhưng mà nhẽ ra là HT1 nó đã đánh được break vùng 18 rồi. nó mà break, break rồi, rất đẹp lực cầu hôm nay khá là ổn. Uh, thôi không sao uh, xu hướng này thì có thể là sang tuần tới nó lại uh, có thể thôi có thể thôi có thể là nó sẽ có những cái điểm ở khoảng quanh vùng 17 năm 17 6 uh, ổn định ở quanh cái điểm uh, test nho nhỏ này rồi sau đó thì chúng ta chờ xu hướng thị trường tốt hơn chúng ta sẽ hướng target uh, của ht1 lên quanh vùng 20 Ok À, rồi bây giờ thì một cái nhóm ngành mà chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua nó đã có một cái vai trò hết sức là quan trọng dẫn dắt thị trường của chúng ta đi đó là nhóm ngành P à, thì chúng ta sẽ nhìn nhận lại một tí về góc độ về giá dầu với VTI nó trong thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là EU đã ra cái gói trừng phạt thứ sáu uh, ở liên quan đến uh, giá dầu của nga uh, và cùng với đó uh, thì OPEC có cam kết tăng sản lượng. Tuy nhiên cùng với đó thì các cái nước Ả Rập Xê út, một số các Ả Rập Saudi là họ đã tăng giá dầu, tăng giá dầu. Như vậy thì cái câu chuyện là ở đây về bản chất là gì? Bản chất là họ nói thì họ cứ nói. Còn thực tế họ có nâng sản lượng hay không thì đấy là một cái vấn đề mà không ai biết, đúng không anh chị. Và về trên một cái góc độ về mặt về mặt tư duy, về mặt tư duy thì chúng ta thấy rằng là đối với các cái quốc gia vùng vịnh và các cái quốc gia xuất khẩu dầu mỏ á, thì đấy là cái nguồn tài nguyên của đất nước và khi cái nguồn tài nguyên của đất nước mà người ta được giá thì không tội gì mà người ta phá giá ok anh chị cái nguồn tài nguyên đó năm nay tôi chưa bán thì đời con đời cháu đằng sau tôi sẽ bán đúng không ạ đó năm nay tôi chưa bán thì sang năm tôi sẽ bán nó tội gì tôi bán ví dụ như giá dầu bây giờ đang là 120 u trên một thùng thì thay vì việc là tôi bán phá giá để đưa giá dầu về 60 u trên một thùng tức là tôi mất tôi bán hai thùng dầu thì à, tôi mới bằng tôi bán một cái thùng dầu hiện tại như vậy là tất cả mọi thứ tức là nguồn tài nguyên của tôi bị hao hụt gấp đôi rồi công sức tôi phải khai thác nó gấp đôi chi phí tôi vận chuyển tăng gấp đôi trong khi giá trị không đổi vậy thì đấy là một bài toán kinh tế đó, đó, đó chúng ta sẽ nhìn nhận như vậy vậy thì à, trừ khi theo những quan điểm của cá nhân hùng thôi các anh chị sẽ có những góc nhìn khác nhưng ở với cá nhân hùng thì trừ khi chiến tranh kết thúc và trừ khi mỹ dỡ bỏ các cái lệnh cấm vận đối với nga thì khi đó giá dầu mới có khả năng hạ nhiệt còn trong thời điểm hiện tại thì rất khó để mà giá dầu hạ còn chúng ta nhìn sau khi mà chúng ta phân tích như vậy và bây giờ giá dầu nó đang chờ thêm một cái thông tin là mỹ sẽ công bố cái 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 cái, cái lượng dầu dự trữ ở trong kho thì cái thời mà mà donald trump mà làm tổng thống mỹ á thì ông ấy tích trữ rất nhiều dầu và cái kho dầu của ông kho dầu dự trữ của ông ấy là ông chất phun luôn phun hàng luôn đó nhưng đến thời tổng thống biden thì kho dầu đang bị vơi dần vơi dần và trong cái cái cuộc chiến với nga thì uh, bắt buộc là biden phải bơm 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 cái lượng dầu dự trữ ra và khi bơm cái lượng dầu dự trữ ra thì lượng dự trữ nó sẽ bị cạn cung đi và đến thời điểm hiện tại thì không biết là cái kho dầu dự trữ của Mỹ nó còn bao nhiêu nữa và nếu như cái thông tin mà bảo bây giờ kho dầu của Mỹ bị cạn rồi mà giá dầu vẫn nằm ở 122 u trên một thùng thì xin báo cáo với các anh chị là ngày mai dầu chỉ có dừng ngược thôi đó khi câu chuyện nó nằm như vậy thì đấy là một vài các cái thông tin mà chúng ta phân tích khá là sâu chúng ta nhìn nhận khá là sâu về giá dầu À, còn trên à, chạc kỹ thuật thì vùng 118 trăm mười đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất tốt của giá dầu và rất có thể vùng này nó sẽ tích lũy ổn định để nó công tiếp vùng một trăm ba mươi như vậy VKTI mà lên vùng trăm ba mươi và giá dầu brent thì bây giờ đang giao dịch ở khoảng quanh trăm hai ba như vậy là quá là kinh khủng của ngay anh chị và giá dầu tiếp tục à, chúng ta thử xem trạc tuần theo nào là giá dầu đã lên đến À như vậy là năm 2014 à, giá dầu cũng đây các anh chị này. Năm đây là cũng Mỹ với lại cả Nga chiến nhau này thì giá dầu cũng đang khá là tốt và sau đó nó rơi xuống 30 U. Đó, thậm chí là có lúc là còn có 10 U thôi các anh chị. Đó và đến thời điểm hiện tại là coi như là cái thời điểm này là ông Nga ông bán 10 thùng dầu thì bây giờ bằng ông bán một thùng dầu. Đó và các nước Ả Rập cũng như vậy đúng không ạ? Họ bán 10 thùng dầu ở thời điểm này thì bằng người ta ra một thùng dầu bây giờ cho nên là không tội gì người ta phá giá cả Đúng không anh chị? Nguồn tài nguyên của đất nước mà Bán không bán Đấy là việc ấy Tôi bây giờ tôi bán một thùng bằng Ngày xưa tôi bán 10 thùng Tội gì tôi phá giá đó à, Thế thì chính vì cái sự hỗ trợ giá dầu khá là tốt Thì nhóm P trong Thời gian vừa qua đã có một cái nhịp tăng rất là tốt Và cái gì nó cũng sẽ phải đến lúc dừng lại Đó là quan điểm về mặt kỹ thuật À, còn đối với nhóm P thì cũng đã có phân tích khá là sâu cho các anh chị đó là chúng ta nên nhìn vào cái động thái của cổ phiếu gas và khi gas bị chốt thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta cầm P lưu tâm là chúng ta cũng phải chốt theo bởi vì con gas này bao giờ nó cũng lít đó, nó chạy trước và sau đó nó lít lít nó, kéo P thì cái nhịp này gas nó chạy các anh chị nhìn này đó gas chạy và như vậy là P chạy thì đến thời điểm hiện tại là gas đã đi về cái vùng kháng cự 128.5 khoảng 130 đây đây là vùng kháng cự rất là mạnh các anh chị đó và trong tuần vừa qua thì các không thể đi được nữa đó, gặp cái vùng này nó không thể đi được nữa và phiên kết tuần thì đấy là một phiên khá là xấu thì nó cũng giống phiên này thôi thì rất có thể là trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì các sẽ có những cái điểm chỉnh tiếp về khoảng quanh 113 115 rồi có hay không cây nến hồi thì nó sẽ xuất hiện vào khoảng viên phiên giao dịch ngày thứ ba hoặc ngày thứ tư theo quan điểm của nó như vậy thì như vậy là gas đã đạt đến vùng kháng cự Uh, PLX thì nó chạy uh, chậm hơn, đó uh, chạy chậm hơn uh, đối với nhóm P nên đến thời điểm hiện tại là chúng ta vẫn đang còn có những cái điểm mua dự kiến. Thì đối với PLX uh, ngắn hạn nó có vùng kháng cự 48 48.5 ở đây, gặp vùng kháng cự này nó chỉnh cung. Thì uh, điểm chỉnh đầu tiên nó sẽ ở vùng 45 uh, và điểm chỉnh thứ hai thì có thể tính toán ở khoảng quanh vùng 428 đến khoảng vùng 43 thì thứ hai phiên giao dịch tuần tới, tức là đối với nhóm P thì phiên giao dịch ngày thứ hai thì Khả năng là toàn bộ nhóm này vẫn còn một phiên chỉnh nữa. Đó, rồi sang phiên ngày thứ ba, khi đó thì à, chúng ta mới có thể tính toán thêm được các yếu tố về mặt kỹ thuật. À, đối với PVT thì trong tuần này PVT cũng đã công thành công vùng kháng cự 23 phiên kết tuần thì nó đang chỉnh giảm. À, với cái đà chỉnh giảm này thì sang tuần tới uh, phiên đầu tuần nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 21 đối với PVT. Ờ, cổ phiếu PVD <laughs> Tuần này thì PVD cũng đã công thành công Ở vùng 24, 24 cộng Và đang hướng về vùng 26 Tuy nhiên là uh, với cái tín hiệu này Thì nó chưa thể về được rồi đó Và với tín hiệu kỹ thuật này Thì tuần tới PVD sẽ có xu hướng Quay trở lại, test lại cung uh, Thì cái điểm test cung ở trong tuần Mà chúng ta có phân tích đó là vùng 22 đến khoảng vùng 22.5 Và sâu hơn nó sẽ test lại Vùng kháng cự ở đây là vùng 21.4 uh, Đối với PVS À, trong tuần thì PPS cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 32 và đang hướng về khoảng vùng 35 đến vùng 36 đi cao nhất lên được đến, đến vùng 34 ở cây nền kết tuần này thì nó cũng đang cho một cái dấu hiệu một cái tín hiệu xấu khi mà cổ phiếu này bị mất vùng 30 30.5 à, thế thì nó sẽ cần thêm một cái phiên xác nhận nhưng mà lực cầu ngày hôm nay nó chốt khoảng gần 20 triệu cổ phiếu là lực chốt tương đối mạnh lực chốt tương đối mạnh thì sau một cái lực chốt tương đối mạnh như vậy á thì thông thường nó sẽ có kéo theo một phiên nữa tức là nó sẽ quay trở lại nó test lại ở khoảng quanh vùng 28 28.5 chúng ta sẽ đánh giá thêm ở cổ phiếu PVC PVC thì dự phóng cái target ở khoảng vùng 26 27 8 ở đây và gần như thì với một cái nhịp hồi phục như này thì PVC cũng đã đạt được một cái target tương đối ổn trong cái thời gian vừa qua so với các nhóm ngành khác thì Nhóm P đã tăng khá là tốt Ví dụ như uh, nó tăng từ vùng 18 đi Và lên được đến vùng 26 Tức là 8.000 trên một cổ phiếu Và 8 chia cho 16 Ok anh chị 50% Đó, Chỉ có những ngắn ngắn thế này thôi mà Làm 50% này 40-50% như vậy là rất là tuyệt vời rồi Và khi nó gặp một cái biến cố Ví dụ như gas chốt cái thì nó chốt theo thôi Đấy là câu chuyện rất bình thường Và những cái tài khoản mà người ta mua được ở dưới này Người ta đang lãi khoảng tầm 30-40% Thì khi thị trường xấu không có lý do gì Người ta không đạp cả đẩy hết đẩy sẵn sàng đẩy để thu về tiền mặt uh, PVC, uh, pvc bị gãy vùng 24 thì tuần tới nó sẽ hướng lại ở đây đó là vùng 22 chấm 5 trong trường hợp thủng 22 thì nó sẽ có cái vùng sâu hơn ở đây là vùng 20 đấy là những cái vùng dự chỉnh cung của pvc uh, cổ phiếu pvb uh, cũng đạt uh, trong tuần đã đạt đến cái target ở đây đó là target ghét vùng 19 và chạm vùng 19 thì nó chưa thể uh, chưa thể bứt thoát lên được hai cây nến này đang cho thấy cái mức độ suy yếu của PVB à, về mặt uh, kỹ thuật thì tuần tới PVB sẽ có những cái điểm chỉnh lại uh, cung kỹ thuật ở quanh vùng 17 đó quanh vùng 17 đây này 17 này 17 ở quanh vùng 17 và sâu hơn ấy, thì có thể phải về tận vùng 16 các anh chị tức là nó test lại mô hình đáy ở đây này và test lại đây rồi sau đó có hồi phục đây thì sẽ hồi phục tiếp bản chất thì giá dầu nó vẫn đang tăng và đây sẽ là những cái lực chốt lại ngắn tức là những cái tài khoản mà người ta bắt được ở giá thấp thì bây giờ về đến cái vùng này thì người ta cảm thấy hài lòng rồi thì người ta sẽ chốt à, Rồi bây giờ sẽ đến mã cổ phiếu OI Thì trong tuần OI cũng đã đạt được đến cái vùng target 16, 16.2 hai cây nến đang có xu hướng thiên hướng giảm à, Vậy thì cái điểm chỉnh cung sẽ ở vùng 14.7 à, Nhưng vùng 14.7 khả năng khó giữ đấy 13.8 đến 14.2 Đấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần tới BSR trong nhịp vừa qua thì BSR cũng đã tăng rất là tốt các anh chị tăng từ vùng 20 và lên đến tận vùng 32 tức là nó cũng bằng với target của PVC tăng khoảng tầm 40 đến 50 phần trăm tức là nhóm P trong cái giai đoạn vừa qua đã tăng khoảng 40 đến 50 phần trăm một target cực kỳ tốt một target ngoài nằm ngoài mong đợi các anh chị đúng không ạ và đến thời điểm hiện tại thì uh, BSR đã break cái vùng kháng cự tuần đó là vùng 30 29 đến khoảng vùng 30 mươi uh, thì về mặt quan điểm của cổ phiếu BSR đó là gì đó là không thủng vùng 29 thì uh, Hình như là 29 có vừa xem bóng đá Việt Nam vừa nhìn lại nhóm P thì đối với BSR là không thủng vùng 29 thì cứ ôm đó và uh, giá giàu tốt thì có thể hướng về vùng kháng cự 33.5 đến khoảng vùng 34 đó thì đấy là một cái góc nhìn như vậy tức là uh, không thủng vùng 29 thì nó có thể hướng về vùng kháng cự 33 đến 33.5 vùng 34 đây. Ờ uh, tuy nhiên phiên này là một phiên chốt và với phiên chốt này thì nó sẽ có thêm một phiên chốt thứ hai đó là vùng 29 chắc chắn sẽ tiệm cận trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và với những anh chị em mà cầm BSR thì thủng vùng 29 thì chốt các anh chị nhá chốt đấy chốt xong rồi thì thì theo như hùng là đây là những cái nhịp mà BSR nó sẽ chốt ngắn thôi nó sẽ chốt ngắn và nó sẽ rơi về lại khoảng quanh vùng 25 26 về đến vùng này thì lực cầu nó lại bắt đầu nó đẩy vào giá dầu còn tăng thì giờ với lại những cái mã cổ phiếu khác nó sẽ còn còn có những cái sóng như vậy. Vậy thì chúng ta chốt ở trên những vùng cao này và về đến những cái vùng thấp thấp này chúng ta cover lại hàng. Đấy là một cái phương án khá là hay. À, POVK à, nó cũng chạy sau so với nhóm P, tức là POVK và và PLX nó chạy sau. Thì à, tuần này thì POVK cũng đã đạt được cái vùng kháng cự mục tiêu đó là vùng 15 15.4 ở đây các anh chị và nó đang có ba cây nến test À, cây nến ngày hôm nay ấy, là phải nói chung là phải thị trường rất xấu ấy, thì kép mới bị đạp về ở vùng 15. Đó và hiện tại thì nó đúng vào cái biên 15 15 4. bốn à, như vậy thì um, khả năng nó còn còn đạp tiếp các anh chị, đạp tiếp một 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 nhát nữa. Vậy thì cái nhịp đạp đó nó sẽ chạm về khoảng quanh 14 3, tức là sau khi mà nó hoàn thành được cái 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 vùng giá mục tiêu ở đây 15 4. Đó và với tình thế thị trường hiện tại thì khả năng sẽ là khoảng quanh vùng 14 3 14 năm thì đó Nói chung nó na quanh quanh đấy ở chúng ta cũng không thể mùa tuyệt đối được đâu Nói chung là chúng ta cũng ngang áng như vậy thôi và sau đó uh, thì thị trường nó ổn định rồi uh, nó sẽ tiếp tục công lại vùng 15 4 và trong trong cái khả năng nhịp này thì đang hướng đến mức độ kỳ vọng của POVK khoảng quanh vùng 16 năm đến khoảng 17 vùng này nó lại bắt đầu nó bị chốt thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. ở nó qua từng cái target một thì nó sẽ bị chốt này. các chị chú ý nhá từ đây nhá. nó đạt đến 14.3 thì nó trả cung này. Đó, những nhịp trả cung và những nhịp trả cung đó thì dự kiến ở khoảng quanh vùng 13 nhưng trên thực tế là trả về 13.3. đó rồi sau đó là lên đến vùng 15.4. kiểu gì nó cũng trả cung thôi mà. một số các tài khoản hỏi hùng là có mua POVK luôn không thì hùng bảo cứ bình tĩnh. kiểu gì nó cũng trả cung. đó và đây là phiên trả cung thứ nhất. rồi có thể có phiên trả cung thứ hai, phiên trả cung thứ ba. chúng ta sẽ quan sát thêm rồi ở nhóm p thì cũng sẽ nói như vậy và bây giờ thì chúng ta sẽ nói sang hai nhóm ngành tương đối quan trọng và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang đặt vào một cái niềm tin và đặt vào một cái cái gọi là niềm tin hy vọng kỳ vọng vào hai nhóm ngành này vì sao bởi vì hai nhóm ngành này đã nghỉ ngơi trong quãng thời gian vừa qua trong khi để cho những cái nhóm ngành khác chạy ví dụ như nhóm p chạy ví dụ như cảng biển chạy ví dụ như thủy sản chạy À, rồi ví dụ như than chạy đó rồi ví dụ như bảo hiểm chạy rất và trụ chạy vậy thì trong cái giai đoạn vừa qua thì có ba cái thằng nó làm im thằng thứ nhất là thằng chứng khoán nó chưa tăng được bao nhiêu á thằng thứ hai là cái thằng banh nó cũng y và thằng thứ ba là thằng bất động sản xây lắp hạ tầng ba cái thằng đó là trong cái thời gian vừa qua nó đang nghỉ ngơi vậy thì sau một cái giai đoạn nó nghỉ ngơi ấy, nó tích lũy rồi ông nghỉ ông ăn khỏe rồi thì ông cũng phải gồng mình dậy mà chạy đúng không ạ vậy thì đấy là những cái uh, cái cái mặt gọi là chúng ta nói vui nhưng mà sau một giai đoạn tích lũy của cổ phiếu thì chúng ta sẽ kỳ vọng là những nhóm ngành này nó sẽ chạy và cái câu chuyện là trong cái bối cảnh thị trường hiện tại nếu như tạo lập còn muốn kéo tiếp thị trường lên và muốn đánh lên một cái mức nó cao hơn thì không thể không nhờ đến cái À, sức của những cái nhóm ngành này. À, nhưng đến tại thời điểm hiện tại ông nhìn thấy là cái lực cầu nó cũng chưa được tốt lắm. Thì một phần chúng ta hiểu rằng trong cái giai đoạn của năm 2021 á à, thì những cái phiên giao dịch khoảng tầm độ 20 đến 30.000 tỷ à, nó đều như vắt xanh, thì đấy là cái câu chuyện mà à, gọi là kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó thì khi đó thì chúng ta mới thấy được những cái thanh khoản nó lớn còn trong thời điểm hiện tại bây giờ một phiên đang rơi về lại trung bình khoảng tầm độ uh, 14 15 nghìn tỷ trên một phiên tức là nó giảm khoảng tầm độ 50% thì như vậy là chúng ta cũng không quá kỳ vọng về cái lực cầu uh, quá là tốt đối với uh, các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành. Như vậy là một phần thì các anh chị cũng biết rằng là lãi suất huy động đang tăng lên, chính vì đó vì lẽ đó nên là cái dòng tiền nhàn rỗi nó sẽ bị thu hẹp đi và chính vì vậy nên là tiền ở trên chứng khoán nó cũng sẽ hẹp đi mặc dù là chúng ta vẫn có những cái thông tin khá là tốt rằng là tài khoản mở mới thế này thế kia nhưng về quan điểm kỹ thuật là những cái tài khoản mở mới thì trong giai đoạn hiện tại là không có tay to nhiều cái giai đoạn của năm 2021 là tiền to rất lớn bởi vì khi đó là đất nước của chúng ta bị phong tỏa dòng tiền không biết làm gì cả và có những dòng tiền rất lớn người ta không biết làm gì cả người ta tạm thời người ta đẩy lên thị trường chứng khoán ờ, nhưng đến thời điểm hiện tại thì theo quan sát và theo cái phán đoán nhận định của mình ấy, thì những cái dòng tiền đó người ta lại bắt đầu người ta quay lại sản xuất rồi và nó không 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 còn 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 có những cái thời khả năng là để mà quay lại cái thời kỳ hoàng kim mà lên khoảng tầm 40 000 tỷ trên, ờ, như, 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 tỷ trên một phiên như, như 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 những cái 40 k tỷ trên một phiên như như những cái phiên giao dịch của năm 2020 à, 21 là bây giờ khả năng sẽ là rất là khó rồi bây giờ thì chúng ta cùng view qua một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành banh các anh chị Đối với Vietcombank thì nhìn ở đây thì Vietcombank chủ đạo là gì ạ à, Kéo chỉ số thôi về mặt về mặt về mặt kỹ thuật nó là như vậy à, Thì vùng kháng cự của nó đây 81.5 đến khoảng vùng 82 Vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 76 à, Trong tuần thì nó đã có một điểm cây test đây các anh chị về vùng 76 Sau đó nó kéo lên vùng 81.5 Sau đó nó lại sọc lại Đấy đang, đang có hai cái sọc à, Sọc lại như thế này thì khả năng là về 76 rồi về sáu khả năng là bắt đầu phái sinh đánh long gì Đó ok Anh, anh lại lại cho con này nó lên khoảng vùng 81, 82, 5 Ví dụ thế, đấy là cái cách Cái công banh Cái 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 thanh khoản à, Xin lỗi cả nhà Cái cái lượng hàng rơi vãi Ở bên ngoài bây giờ đâu đó nó còn khoảng 4% nữa thôi mà Nó không còn nhiều nữa Nằm hết ở trong tổ chức rồi Các cái tay tay to này. À rồi đối với MBB thì uh, hiện tại chúng ta sẽ quan sát ở vùng 26 năm đến khoảng vùng 27 và nó cũng đang đi theo những cái hình trăng cưa và hình răng cưa này thì nó gặp kháng cự 28 ở đây nó có hai kháng cự mạnh của nó là vùng 28 và vùng 29 ở đây khi nào mà nó thoát được vùng 29 thì khả năng khi đó MBB sẽ đánh thoát đánh nó nhẹ nhẹ hơn tức là nó không bị kìm chân nữa đó à, tuần tới thì uh, vẫn chúng ta vẫn lấy biên 26 đến khoảng biên 27 của MBB BIDV đến thời điểm hiện tại cũng có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 33, 33.5 đến vùng 34 và nó cũng đang đi hình răng cưa. Thì cái xu hướng cái cái lúc lúc mà tiếp cận đến ngón ngành nhóm ngành này hùng nói là gì? Tức là giai đoạn hiện tại là giai đoạn tích lũy tạo nền của nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Và sau một cái giai đoạn tích lũy tạo nền như vậy, ông phải lớn hơn, ông tích lũy được nội lực thì sau đó sẽ có một cái thời điểm để ông bung. Vậy thì bung như thế nào? Đó, bung như thế nào thì phải phải bay được cái vùng 36 cộng này. Rồi sau đó cũng phải bay được cái vùng 38, nói chung BIDV phải đánh thủng vùng 38, khi đó thì uh, dòng 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 tiền nó mới rạo thực được. Đó, đó là những cái nhiệm vụ và sau những cái giai đoạn mà nó tích nền như thế này thì phải có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp chúng ta nhận diện rằng a, à, tiền bắt đầu đánh banh và nó đánh thì phải có những cái tín hiệu như vậy thì chúng ta mới xác nhận rằng à, tiền đánh. Công thương. Đó, công thương cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đây. Nó đi theo một cái hình răng cưa và nó cũng đang đi trong một cái biên răng cưa khá là khá là hẹp ở biên 26.5 và biên kháng cự đây là vùng 28. Và chúng ta cũng phải chờ một cái tín hiệu nào đó để vào một ngày đẹp trời, công thương sẽ đè vùng 28 để đi lên thì khi đấy là dòng tiền nó sẽ đánh thoát hơn. và lúc đó thì nhóm banh sẽ bắt đầu đồng loạt đánh. Tây công banh trong phiên ngày hôm nay cũng khá là đẹp mặc dù thị trường đạp tương đối là tương bừng đúng không ạ à, đối với Tech thì chúng ta có vùng hỗ trợ 1 ở đây 33.5 đến vùng 34.5 à, đánh lên vùng kháng cự ở đây đó là vùng 38.5 vùng 39 vùng hỗ trợ thứ hai đó là vùng 36 ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng nhịp 1 nó chỉnh về vùng 36 và nhịp 2 đang long về kháng cự và khả năng à, tuần tới thì nó lại chỉnh trang lại ở khoảng quanh vùng 36.7 37 đó Và khi nào em Tech mà đánh thủng được cái vùng uh, kháng cự đây là bao nhiêu ta? 39 Thì uh, khi đó thì uh, rôm lắm, khi đó thì nhóm banh rôm uh, Dòng tiền bắt đầu có những cái dấu hiệu tốt hơn rồi đó, Lên lên 8, 9, 10 triệu như thế này là Tech cũng tạm tạm ổn rồi HD banh khá đẹp, nhịp một nó đánh lên được, suy uh, sát đây đến gần kháng cự rồi, 27, 27.5 À, nhìn về xu hướng của SD Bank thì nó có vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây đó là vùng 25 đến khoảng vùng 25.3 à, Nó tích lũy tạo nền ở đây ổn định à, và chúng ta vẫn để nguyên cái target kỹ thuật 27, 27 5 à, STB trong tuần vừa qua thì STB cũng đã bắt đầu gọi là có những cái tín hiệu sóng sánh à, Tuy nhiên đối với STB thì nó có một cái dòng tiền đã bắt ở đây này Uh, dòng tiền nó bắt ở đây, đó là khoảng quanh uh, vùng giá, tức là mình sẽ dự phóng anh chị nhá, cái vùng giá ở khoảng vùng 20 đến khoảng vùng 21 là bắt đầu xuất hiện những cái dòng tiền lớn bắt Rồi và cản của nó ở đây, đó là cản 22.5, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 20 20.5, tức là uh, nôm na là là theo tay to đi. Chúng ta cứ nói như vậy thì theo tay to thì về đến đây em bắt ít À, chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn và STB mà tuần tới mà nó đánh được uh, thoát đầu tiên nó phải thoát được cái vùng 22.5. Và cái điểm thoát thứ hai đó là vùng 24.5, điểm thoát 24.5 này rất là quan trọng. Khi thoát được cái vùng 24.5 này rồi á, thì STB lúc đó nó đánh nhẹ lắm. BBB ở thời điểm hiện tại nó cũng đang vận động theo hình sin. Ờ, tích lũy tạo nền ở vùng 13 13.3 là hỗ trợ kỹ thuật 14 và cái điều quan trọng nhất đó là vùng 15 tức là ở uh, BBB đấy chúng ta bật chặt tuần lên đó thì đây đây đang là những cái thời điểm mà có thể cổ phiếu sẽ sẽ gì sẽ chuyển pha xu thế và để được chuyển được pha xu thế thì thì cần một cái dòng tiền nó đánh phải tương đối tương tương một tí anh chị tương tương một tí đó. ít nhất là cũng phải tầm độ 3 4 triệu cổ phiếu trên một phiên còn bây giờ nó mới đạt được đạt được có bao nhiêu ờ, như phiên giao dịch ngày hôm nay đạt được có 200 ngàn 32 gần 300 ngàn đây. tức là cái lực cầu nó rất là yếu và khi lực cầu rất yếu như vậy thì cổ phiếu nó chủ đạo là tích lũy đi ngang ờ, Liên Việt Quốc banh cũng như vậy trong giai đoạn hiện tại Liên Việt Quốc banh cũng đang có những cái tín hiệu đi mà theo theo như cái cái cái, cái góc nhìn kỹ thuật cùng đó là tích lũy nền và sau một cái giai đoạn tích lũy nền đó, ông ngủ kỹ rồi ăn no ngủ kỹ rồi thì đến ngày ông béo ông béo ú thì ông phải chạy thôi đó thì để ông chạy được thì có biên ở đây biên hỗ trợ 14 tuần tới thì khả năng nó sẽ test ở quanh 14.5 à, kháng cự ở đây 15.4 à, ngắn ngắn thì break 15.4 thì chúng ta sẽ hướng về vùng 17 và cái mấu chốt vấn đề là khi mà Điên Việt Post Banh mà bốc được qua vùng 17 cộng thì cái đấy là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời và cổ phiếu sẽ đánh rất là thoát à, uh, nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì uh, chứng khoán có tăng uh, tuy nhiên cái lực tăng thì cũng chưa gọi được gọi là đạt kỳ vọng ví dụ VCI có tăng được uh, chúng ta không bắt được đáy đâu nhưng mà chúng ta có thể bắt được ở khoảng quanh vùng 33.5 mà lên được 42 Thì từ xem nào 42 trừ đi 33.5 là được 8.000 rưỡi trên 33.5 ở uh, à, những oh, cũng 25 trăm được à 25 phần trăm nó cũng nhiều nhỉ cũng nghĩ khoảng tầm được 10 trăm như thế là nhiều đấy các anh chị nếu như nhóm ngành chứng khoán mà chạy được khoảng tầm độ uh, trong cái nhịp vừa qua mà nó chạy được khoảng tầm độ 15 đến 20% thế là cũng ngọt nước rồi. Nhưng mà nói chung là cũng chưa đạt kỳ vọng, nói chung là chưa đạt. Nếu VCI nó phải đánh lên được khoảng vùng 50 52 ở đây thì cái đấy nó mới nó mới gọi là thực sự là thần sầu đúng không ạ? À, tuy nhiên không sao, với nhóm ngành chứng khoán thì cũng đang nhìn thấy những cái góc độ tích lũy rất là đẹp rất là đẹp và chỉ có chờ thời thôi, tức là chờ dòng tiền thôi. Và trong cái tuần giao dịch vừa qua thì nhóm ngành chứng khoán đã bắt đầu hút dòng tiền. Ví dụ các anh chị nhìn thấy VCI liên tục nó đánh 5 triệu cổ phiếu trong một phiên như vậy là khá là ok. Thì uh, tuần này thì VCI đã tiệm cận kháng cự 42. Uh, tuy nhiên nó chưa break được thì nó lại quay về ở vùng 37 373 đến khoảng vùng 38 hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Uh, HCM nhịp 1 thì dự kiến là chạm vùng 25 và sau đó thì nó sẽ có những cái điểm uh, quay chỉnh lại cung cung cầu ở khoảng quanh vùng 22 ngắn hạn thì sẽ ở khoảng vùng 22 đến khoảng vùng 24 tức là nó đi trong cái biên hẹp này và chúng ta chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật để uh, HCM có thể bùng nổ và nhiệm vụ của HCM đó là nó phải thoát được vùng 26. Đó, sau một cái giai đoạn mà nhóm này tích lũy và nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tại những cái thời điểm có thể là không phải là tuần tới mà có thể hai ba tuần tới nữa và nó phải thoát được vùng 26 thì khi đó là nó sẽ đánh rất là thoát SSI nó cũng đang tích lũy khá là giống với HCM ở biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 27.5 ờ, mục tiêu ngắn thì kháng cự 30.7 đến vùng 31 tức là nó phải break được cái vùng 30.7 đến vùng 31 ở đây thì khi đó nó sẽ đánh nó sẽ đánh thoát còn chưa break được cái vùng này thì nó đâu đó nó vẫn còn cái sự nhì nhằng ở đấy nó vẫn còn cái sự tích lũy ở đấy ở MBS có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 21.3 đến vùng 22 vùng kháng cự ngắn ở đây là vùng 25 ở Cổ phiếu CTS ở đây có vùng kháng cự là vùng 228 biên hỗ trợ kỹ thuật biên 19.5 đến biên 20 Uh, BVS ở đây có vùng kháng cự là vùng 23, vùng biên hỗ trợ kỹ thuật à, 19.5 đến 20.3 uh, Và nhiệm vụ của BVS là nó cũng phải thoát được cái vùng kháng cự ở đây Nó thoát được vùng 23, sau đó thoát được vùng 24 uh, Thì nó sẽ hướng lên cái vùng kháng cự 26 ở đây Và khi cổ phiếu BVS mà bay được khoảng vùng 26 thì đó nó cũng sẽ đánh thoát uh, Và trong cái thời điểm hiện tại là đối với nhóm ngành chứng khoán là nó đang tích lũy uh, Tích lũy để có thể bẻ pha xu thế Như vậy À, agr agr cũng hoàn toàn tương tự như vậy đó sau một cái giai đoạn chỉnh dài thì agr bắt đầu cũng đi theo hình xin đây các anh chị đó và cái biên của nó hỗ trợ 11.5 vùng 12 kháng cự của nó là vùng 136 và em này phải break được cái vùng 136 thì cái đó nó sẽ đánh rất là là nhẹ đó, còn cái câu chuyện khi nào break được thì không ai nói trước được cả chúng ta bám sát thêm cái tín hiệu thôi nó có thể tuần tới hoặc là hai tuần tới đó, câu chuyện mà chúng ta sẽ dò tìm theo và như vậy nếu giả sử như chúng ta đánh AGR chẳng hạn ví dụ vậy thì đây về đến vùng hỗ trợ 11 5, 12 nhạt tí. Đó, nhạt ít xong nó về đến vùng kháng cự 13 6 thì có thể đẩy bán bớt đi rồi lại cứ lăng hoàng như vậy. và tích lũy dần dần và đến một cái thời điểm nào đó mà ở chúng ta nhìn thấy một cái tín hiệu mà dòng tiền nó đánh mười 13 6 với một cái lực cầu đâu đó khoảng Uh, trên khoảng 3 triệu ba cổ phiếu trên một phiên ví dụ như thế thì đấy là cái thời điểm mà AGR sẽ bắt đầu uh, xuất hiện những cái dòng tiền lớn người ta đánh thì chúng ta chúng ta sẽ bơi theo uh, có một cái mã cổ phiếu VX uh, mọi người cũng đang quan tâm và hỏi hùng là có nên cắt bán cái cổ phiếu này đi không thì quan điểm thuật của thật cùng là không nên cắt vì sao bởi vì thứ nhất là về đến cái vùng này vùng 11 là cũng là vùng hỗ trợ rồi cái thứ hai nữa là VX nó cũng đang đánh Ờ, nó cũng đang 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 có những cái điểm này, đó các anh chị nhìn thấy chưa? đó, đây sẽ là những cái điểm tích lũy này. và sau những cái điểm tích lũy nền đó thì chúng ta sẽ uh, căn cứ những cái tín hiệu ví dụ như VX nó đánh vượt thoát vùng 13 năm thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta sẽ nhào vô, nhào mạnh mạnh mẽ vô. đó, sau đó mã cổ phiếu FTS mọi người cũng uh, đang quan tâm thì đối với mã cổ phiếu FTS này thì thứ nhất là nó đánh rất là nhẹ nhẹ, là nhạy Uh, cái thứ hai nữa đến thời điểm hiện tại thì chúng ta nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy thứ nhất đó là vùng 36.5. năm sẽ đưa cho các anh chị một cái góc nhìn như vậy, Đấy là những cái góc nhìn của cá nhân Hùng thôi. Và các anh chị em mà cảm thấy nó ok, cảm thấy nó tốt thì chúng ta theo, còn nếu mà chúng ta cảm thấy mà nó chưa phù hợp với mình thì chúng ta sẽ uh, có những cái điều chỉnh thêm. Điều chỉnh thêm về mặt giá Đó Thì FTS sau khi mà nó kéo Đây là những Đây cũng là đang là những cái điểm FTS nó đang Gồng mình nó bẻ này Đó Thì nó vượt thoát được Ở vùng 39 Thì nó sẽ quay lại Tuần tới Khả năng tuần tới Nó sẽ test lại đây Vùng 36.5 Đấy là những cái vùng Thậm chí là vùng 35 Đây sẽ là những cái vùng mà Chúng ta bắt đầu gom 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 dần gom dần Đó Thì cái mô hình mà Khả năng theo như Quan điểm khùng nó đánh ấy, Đó Thì nó sẽ đạp Một phát về đây này nó về đây rồi sau đó nó lại giống như cái sàn này các anh chị nó nó lại dội lên này nó rồi nó lại ờ uh, uh, nói chung là hoàn toàn là hoàn thế này kiểu 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 như thế này đó và ở cuối con đường này thì nó sẽ phát đi một cái tín hiệu và tại cái thời điểm mà chúng ta đã tích lũy được những cái điểm gom kỹ thuật ở dưới này thì khi mà cổ phiếu mà nó break được cái vùng 40 40 43 42 này chúng ta tấp tiền chúng ta mua bởi vì sao khi đấy thì chúng ta không sợ nữa rồi bởi vì chúng ta có vị thế thấp và lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng lên vùng 4546 nếu như các cái tín hiệu kỹ thuật ở đây nó đảm bảo được đó cổ phiếu VND cũng một số anh chị em quan tâm thì VND đến thời điểm này là thứ nhất là kháng cự này 26 này nó chỉnh cung này 22.8 và nó ở cái mô hình cái cách đi của VND cũng như vậy nó tạm thời là nó sẽ đi trong cái mô hình răng cưa này đấy là đẹp nhất là như vậy nha các anh chị nhá đẹp nhất là như vậy còn trong trường hợp nếu mà nó phá vỡ vùng 22.8 thì thôi nó là hỏng 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 cái phương án của chúng ta rồi còn nếu nó đúng phương án của chúng ta nó cứ đi như vậy nó đi như vậy nó đi lững 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 lưng lờ như vậy rồi sau đó là khi cả dòng chứng khoán nó đánh thì thằng VND này nó cũng sẽ đánh thằng VND này nó chạy rất là thoát đây là một nhịp mà nó nó đảo đảo pha như thế đấy đây thế này nó đảo lên và sau này nó test lại đây một điểm và nó test một phần hai cây thì ở cái điểm này cũng như vậy nếu như mà nó nó vẫn giữ được ở vùng 228 đến khoảng vùng 2324 ở đây thì đấy nó sẽ là rất là ok cho một cái dự phóng là nó có thể bách vùng 26 sáu. À, đấy thì với hai nhóm ngành này thì cũng nói khá là nhiều khá là kỹ để cho các anh chị em của chúng ta cũng có thêm những góc nhìn nó tốt hơn tối ưu hơn à, nhóm ngành xây lắp và bất động sản ở trong thời điểm hiện tại thì chưa có nhìn thấy chưa có nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật tốt chính vậy nên là chúng ta sẽ thay vào đó thì chúng ta sẽ view ở cái nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp hiện tại nó cũng đang có những cái dòng tiền theo quan điểm của tôi cùng khá là ok thì đối với nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì có ngày mùng 6 tháng 6 ngày mùng 6 tháng 6 là chúng ta bắt đầu phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp dành cho các cái tài khoản mà chúng ta đang bị kẹp rồi các cái tài khoản mà mua mới các anh chị có thể cân nhất mua mới hoặc là đang bị kẹp thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi phân tích lại một số các mã cổ phiếu này các anh chị thì uh, có mã cổ phiếu đầu tiên đó là mã cổ phiếu uh, IDC nhắc đến uh, khu nghiệp thì không thể nói đến mã cổ phiếu này được thì IDC nó cũng đã có một cái nhịp chỉnh từ khoảng vùng 81 và hiện tại là nó rơi về vùng 42.5 tức là nó mất uh, khoảng tầm 50 phần trăm về thị giá gần gần 50 phần trăm chưa đến 50 đâu nhưng mà như vậy là cũng khá là cao và sau những cái tuần mà nó tích lũy ở đây là vùng muốn theo năm vùng 50 nó có bật lên. Đó, đây là những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta cần mua. Tuần vừa qua thì IDC cũng đã đánh khá là tốt và nó đang hướng về trong nhịp này thì chúng ta đang đặt ở cái target kỳ vọng ở khoảng quanh vùng 60. Như vậy là đảo một cái nhịp ngắn từ khoảng vùng 50 và chúng ta lên được khoảng vùng 60. Như vậy là chúng ta có một cái target ngắn của IDC Uh, cổ phiếu SSC, SSC cũng đã có một cái nhịp chỉnh uh, tương đối mạnh ở đây, đó là nó cũng chỉnh từ vùng 85 và đi về đến tận vùng 45. Như vậy là cũng gần 50% về thị giá và sau đó thì nó bắt đầu có một nhịp hồi và nhịp hồi này thì nó đã thoát thoát vượt vượt thoát lên được cái vùng 50 ở đây. Sau đó thì cũng tiếp tục có vùng 51.7 đến vùng 53. hỗ trợ sau đó tiếp tục có vùng 54.8 đến khoảng vùng 55 5 và hiện tại thì nó đang hướng đến vùng kháng cự 58.5. ở Trong phiên ngày hôm nay thì hơi tiếc một tí, hơi tiếc xíu một tí đó là IDC à uh, đã có những cái thời điểm break được vùng 58.5 nhưng thị trường xấu quá nên là nó bắt buộc nó quay về nó lùi lại vùng hỗ trợ 548 đến uh, vùng 556 ở đây và uh, chờ thêm cái cơ hội bứt thoát ở tuần tới. Mã cổ phiếu thứ ba đó là con VC7. Uh, vc 7 thì nó cũng đã xuất hiện một cái điểm mà uh, tức là sau nó cũng đã có một cái điểm chỉnh uh, khá là mạnh và cổ phiếu này thì cái tính đầu cơ của nó khá là cao, tương đối cao. Uh, chính tính đầu cơ tương đối cao nên là tiếp cận của nó thì chúng ta phải tiếp cận từ từ thôi chứ cũng không vội vàng được. Đó là vùng ở đây là vùng 11.2. Vùng 11.2 là vùng hỗ trợ của nhịp này và hiện tại kháng cự của nó ở đây đó là vùng 15 và nó cũng đang đi theo cái mô hình nó cũng đang theo cái hình răng cưa đây anh chị đó rồi nó đi như vậy nó đi như vậy rồi sau đó thì nó mới sau những cái hình răng cưa như vậy thì nó phát đi những cái tiếng gọi thuật ví dụ như nó phá vỡ được cái vùng 15 cộng ở đây với một lực cầu xác nhận khoảng tầm trên 3 400 ngàn cổ phiếu trên một phiên thì đấy là cái điểm mà chúng ta à, sẽ dự phóng là <laughs> ông này ông bắt đầu tăng đó vậy thì cái cách thức mà khi mà chúng ta tiếp cận đến mua mã cổ phiếu và chúng ta đánh cổ phiếu thì thì như thế nào thì về đến những vùng hỗ trợ này chúng ta nhặt dần dần. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta nhặt một ít 5%, ngày mai chúng ta nhặt 5%, đó chúng ta nhặt dần dần như vậy để chúng ta dò tức là bản chất bây giờ là không ai biết đâu là đáy cổ phiếu nha. Đó chúng ta đi dò đáy thôi. Đó và không nhưng mà dò đáy không phải là đây đây là bắt đáy này. Khi mà cổ phiếu đang rơi tòm tòm cái này chúng ta không có bắt, nhưng khi cổ phiếu bắt đầu nó có cái sự vận động ở đây và ít nhất là các anh chị nhìn thấy đây đang có những cái dòng tiền à, nó súng xính ở đây rồi tức là cái chỗ này nó cũng đông vui rồi chợ bắt đầu họp ở đây rồi đó thì chúng ta cũng vào để chúng ta xem xem là họ mua bán thế nào đó ví dụ thế cách như vậy thôi đơn giản như vậy thôi chứ còn các chỉ báo kỹ thuật rồi phân tích khác thì nó nó cũng có nhưng mà nói chung là nó cũng không không quá quan trọng về cái cách thức chúng ta nhìn nhận một cái trang kỹ thuật của cổ phiếu rồi cổ phiếu DTD À, dtd đến thời điểm này đấy bắt đầu súng xính này đó bắt đầu chợ bắt đầu đông vui rồi ví dụ như thế thì dtd cũng đã có một cái trang kỹ thuật giảm tương đối mạnh đó và đến thời điểm này thì đang đang nghi nghi thôi đang nghi nghi là gì vùng 25 khả năng là ông cũng bắt đầu là 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 có sóng sánh rồi đúng không ạ à, và đang nghi nghi như vậy thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu dò tìm dò tìm ở những cái vùng giá mục tiêu đó ví dụ như vậy đi lên nó test lại đó thì test đẹp, trong tuần tới mà test đẹp ở khoảng quanh vùng 27.5 này. Đó, 27.5, không biết cái gì nhưng mà ví dụ 27.5 tôi nhạt tí. Nhặt ít. Rồi sau đó có thể test về vùng 25 không? Có thể hoàn toàn có thể test về vùng 25. Ok, về vùng này em nhạt một ít. Rồi trong trường hợp mà xấu hơn ấy, có thể nó sẽ quay về lại đây. Có không? 20 21 đi lại 21. Đó thì về đến đây, ví dụ như vậy lại nhạt một ít nữa. Đó để chúng ta À, thăm dò cái xu hướng kỹ thuật ở đây bởi vì đây là dòng tiền bắt đầu có những cái dòng tiền xung xính rồi thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta à, cũng hội họp cùng với mọi người đấy. À, tdc tdc cũng uh, trong nhóm ngành bất động sản công nghiệp và em này cũng khi mà nó tăng con tdc này khi nó đánh nó đánh rát lắm các anh chị đây trend tăng của nó này rất rát và nó tăng lên từ vùng được 34 và nó giảm xuống vùng 14 nó như vậy là cũng mất một nửa rồi mất một nửa thì giá rồi thì bắt đầu đến đoạn này là rẻ rẻ rồi chúng ta bắt đầu quan tâm à, tất nhiên đến thời điểm hiện tại là chưa có cầu đánh này à, cổ phiếu chưa có cầu đánh nên xu hướng đây các anh chị à, thường thường là con này nó sau một cái giai đoạn nó mất cung ấy, bắt đầu nó bơm 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 lên một cái thì nó nó bơm lên một cái đây thì nó bắt đầu vào cái chen vậy thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở trong giai đoạn này như nào đấy thì đây cũng như vậy thôi đây cũng như vậy, đấy cũng như vậy. Vậy thì sao? Vậy thì một phát này lên đến đây kháng cự chỉnh này rồi lên đến đây lại chỉnh một phát nữa này rồi lên đến đây có thể nó hình dạng cưa như vậy và đến một cái ngày đạp trời nào 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 đó nó rơi vào khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu nó quẩy, đấy nó quẩy khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu và giá break vùng 16. Thì như vậy đấy là thời điểm mà chúng ta có thể full hàng. chúng ta tất tay ở những cái thời điểm đó. Còn trong những thời điểm hiện tại là thời điểm dò đáy thì chúng ta mua chậm, mua chắc, mua từ từ 13 năm đến vùng 14 cách tiếp cận cổ phiếu đơn giản thì có như vậy thôi uh, Ok bây giờ thì cũng sẽ phân tích uh, tiếp nhóm ngành càng biển là một cái nhóm ngành mùng liên tục uh, theo sát uh, theo sát chân ở uh, đó và đến tuần này uh, đến tuần trước thì cũng có nói rồi đúng không anh chị ở đây các anh chị vùng uh, 561 60 đến vùng 61.3 là vùng kháng cự hiện hữu của nó ở đây thì trong tuần này nó có lúc nó đẩy lên vùng 62 nhưng mà cái câu chuyện là chúng ta đua ở những cái gần vùng này là có phải rủi ro không anh chị quá rủi ro à, thay vì chúng ta đua ở những vùng này đấy có rất nhiều những tài khoản đua ở vùng này phải nói là như vậy đấy ví dụ phiên này cũng có đến tận gần 3 triệu cổ phiếu được khớp tức là có 3 triệu uh, tức là có một cái khối lượng có một cơ số người mua ở vùng này thì ngay lập tức là t0 t1 t2 bị lỗ đó à, và thứ hai về tài khoản nó dùi cho phát nữa là bắt đầu choáng Xong bảo ở ừ, láng thoáng đêm thứ ba nó lại ngoáng cho phát nữa về đến đây thôi bán cắt lỗ 49 ở vùng 50 bán cắt lỗ xong thì nó lại à, kéo một phát nữa lên đây Lại ối rồi ôi giời ơi, cái kiểu như vậy nó thì cái cách thức là gì à, Tất nhiên là không ai có thể nói tài nói giỏi được đó nhưng Chúng ta sẽ phòng trừ được những cái yếu tố về rủi ro các anh chị nhé chúng ta sẽ phòng trừ được Bằng cách là ở à, Tại những cái vùng kháng cự Rồi tại những cái vùng mà cổ phiếu gặp khó khăn thì các anh chị nên chốt hàng Chốt lãi đó nên chốt chốt nhiều chốt ít hay chốt bao nhiêu đó thì tùy và về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì cái đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta thăm dò lại ví dụ như là trong cái nhịp vừa rồi gmd đấy vùng hỗ trợ này phân tích khá kỹ 49 đến 50 và sau sâu hơn là 46.5 nhưng mà chúng ta mua ở vùng 49 50 là chúng ta cũng đã thắng rồi đấy thắng ở cái gì thắng ở cái việc là giá so với những cái đồng chí mà mua trên vùng 58 cộng của tôi mua ở vùng 49 50 tôi đã thắng các ông rồi đó cái thứ hai nữa là gì và chúng ta mua được cái vùng vị thế thấp thì sau khi một cổ phiếu bắt đầu nhích nhích tăng lên chúng ta lại gom thêm được đó gmd thì xu hướng này thì bị chốt rồi ngắn hạn thì chúng ta lại ngắm lại vùng 49 đến khoảng vùng 50 ở VSC nó VSC ở đây vùng kháng cự của nó ở đây các anh chị vùng 53.5 đến vùng 52 đây 52 đến 53.5 đây cũng như vậy lên đến vùng 54 và như vậy thì khi mà cổ phiếu về đến vùng này rồi thì mua làm gì nữa anh chị về đến 55 rồi mua làm gì nữa chốt bớt đi Đó. Ở phiên ngày hôm nay là một phiên chốt tuy nhiên nó chốt như này thì cũng chưa 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 gọi là là rát nhưng mà tất nhiên là nó cũng nằm sàn rồi 51 là 51.1 là cũng nằm sàn rồi sau một cây chốt ở đây thì thường thường nó sẽ có xu hướng những cái câu chốt tiếp theo và VSC thì nó đánh khá là sốc tức là kéo sốc và giảm sốc chữ V em này đi chữ v, đó luôn cái cái mẫu hình của nó luôn đi chữ v, đó luôn đi chữ v, chữ v khá là sốc ấy. À, nên là các anh chị mà có vsc thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta cho các anh chị nha. À, vos nhịp này thì nó chưa đạt với kỳ vọng, chưa đạt kỳ vọng. kỳ vọng muốn đạt được đó là phải vùng mười bảy đến khoảng vùng 18 tức là ông phải kéo về đây rồi sau đó ông chỉnh cung thì nó hợp lý hơn. À, tuy nhiên là với góc độ kỹ thuật này thì nó không lên được nữa đâu các anh chị, nó chỉnh cung rồi. Việc chỉnh cung đầu tiên nó sẽ 15.5 Nhưng khả năng vùng đấy khó giữ Tuần tới gọi là quanh 15 VNA thì vẫn đang tích lũy ở đáy thôi VNA trong giai đoạn vừa qua nó không tăng Chỉ vậy nên là nó cứ đi thôi Thì nó đi như thế này mà không thủng vùng 37 là được Biên 38.5, biên 40 nó tích thêm Thực ra VNA đời nhịp này nó kéo khá là tốt này Nên chính vậy nên nhịp này nó sẽ đi Và trong cái trường hợp nếu như mà các anh chị mà đang cầm á, Thì mà nó nó nó, nó nó mà không không thủng á thì nó cứ đi kiểu như này rồi là nó đi cuối con đường thì nó chạm kênh kênh hỗ trợ xu hướng ở đây thì cái đó nó cũng sẽ có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật nó sẽ phát đi ví dụ như là lúc đó thì nó bắt đầu cái dòng tiền nó lại xuống xính tức là mọi người lại họp chợ đấy họp chợ thì ta lại vào chợ đông chợ vui thì em lại mang hàng ra đây à mang tiền ra đây em mua hàng xong rồi em lại bán thôi đúng không ạ rồi một cái nhóm ngành mà cũng đang mang lại những cái lợi nhuận rất là ok đó là nhóm ngành than à, than thì chúng ta đã có một cái nhịp phân tích khá là dài than đã có một nhịp phân tích rất là dài từ tháng 5 sau mùng 2 tháng 6 mùng 6 tháng 6 mùng 8 tháng 6 à, đó là những cái định hướng về nhóm banh xi măng đây các anh chị nhóm banh à, nhóm ngành ngành than đây này từ từ ngày nhịp than mà chúng ta đánh lại bắt đầu khoảng từ từ mùng 5 tháng 5 tức là chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cái điểm đánh của nhóm than Ok và đối với TVD đó đối với TVD là có cổ tức nhỉ con này không có không có cổ tức đạt target 17 hướng target 19 và tuần này phiên này phiên này đạt 19 luôn. Thậm chí là còn đạt lên đến tận 19 19 5 19 6. À, tuy nhiên thị trường xấu quá nên nó không giữ được. Vậy thì vùng 17 8 trở thành một vùng hỗ trợ kỹ thuật về mặt quan điểm là à, nó vẫn sẽ tiếp tục đánh và 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 cái target kỳ vọng ở trong nhịp này nó khoảng rơi khoảng tầm vùng 20 đến khoảng vùng 20.5. Tức là những anh chị em mà chúng ta đang cầm á à, chúng ta chú ý nhá, kháng cự nhá, vùng 20 20.5 chốt rồi rồi. Nói chúng ta đánh từ uh, vùng uh, Bao nhiêu địa mùng 5 tháng 5 Mùng 5 tháng 5 TVD ở quanh vùng 16 Chia cổ tức anh chị Có chia cổ tức con này có chia cổ tức Nó tụt Tụt thẳng xuống 12 Từ tháng 5 Đấy. Mùng 5 tháng 5 nó đâu đo đây này Đấy. Từ những cái vùng này lên đến tận đây, đó từ vùng 14 15. Và chúng ta lên được khoảng vùng 20, năm thêm 15 như vậy chúng ta là một nhịp cũng ta tạm ổn. À, CST. CST, có cổ tức 1500 và về bản chất thì gần như là nếu mà tính cả cổ tức như vậy là từ phiên nay là cũng gần như đạt được đến cái market target của chúng ta kỳ vọng rồi. Uh, à, phiên nay nó tiếp tục ở vùng 18 2 đó, nó công lên vùng 19 nhưng mà nói chung ở nhịp này thì chúng đang kỳ vọng là CST nó sẽ đạt ở khoảng vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 vùng này thì chúng ta sẽ canh chốt uh, TDN <laughs> TDN có ăn cổ tức 1 4 uh, như vậy uh, nếu mà nhìn về, uh, về 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 trend kỹ thuật như vậy là về đến 17 rồi như vậy là đạt được đến cái vùng 17 rồi đấy bởi vì là 1016 cộng với 1 tư là 17.4 rồi chứ không phải 17 nữa à, uh, nhìn về kỹ thuật thì cổ phiếu TDN khả năng vẫn còn lên được quanh vùng 17 mục tiêu đánh thủng vùng 17 và cố gắng hướng lên ta khoảng vùng 19 đến khoảng vùng 19.5 ở khoảng vùng 20 ở đây tức là về đến vùng này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt THT có cổ tức 1.200 uh, cộng với giá hiện tại uh, trong những phiên gần đây 15 3 cộng nghìn hai như vậy là nó cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở khoảng vùng 16.5 đến khoảng vùng 17 được anh chị nhé vì cổ tức mà nó tụt xuống ấy. Chác nó tụt xuống ấy. Tức là khi ngày xưa là 16.5 thì bây giờ cái target mà chúng ta đặt ra đâu đó ở đây này. nó khoảng vòng vòng khoảng vùng 15 mấy đó. Cứ lấy 16.5 trừ đi 12 tức là khoảng tầm 15 15.3. Đó. 15.3. Đó, đâu đó, tức là hoàn thành rồi. Nếu mà à, tính tính giá trước chia là nó đã hoàn thành rồi à, còn về nhìn về uh, mục tiêu ở đây nó là gì đó là gì đó là không thủng mùng 143 không thủng mùng 143 thì chúng ta vẫn uh, đặt cái uh, target kỳ vọng lên khoảng vùng 16 16.5 đây ở à, trong tuần vừa qua thì uh, có thêm mã cổ phiếu TC6 TC6 mới được uh, khuyến nghị bắt thêm Uh, TC6 và TC6 và NBC trong phiên ngày 6 tháng sáu. 6. À, thì đối với TC6 á à, nó có những cái nhịp đánh của nó cũng rất là 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 tơi đó anh chị. À, nhìn những cái nhịp đánh lên nó dựng đứng cũng rất là tơi và nhịp này thì cũng đang có biết đâu được là từ một cái tre này thì nó cũng sẽ có một cái tre này và từ đây nó cũng có một cái tre ở bên này. Thì đấy là kỳ vọng anh chị nhá, không ai biết trước được đâu. À, nhưng kỳ vọng có cơ sở đó là gì? Vùng chín đến bảy đến vùng 10 đó là những cái vùng mà chúng ta có thể thu gom. Ở hiện tại thì nó đang công cái kháng cự 11 ở đây nhưng không công chưa thành thì có thể là vùng 9.7 đến vùng 10 vùng 10.3 10.4 ở đây chúng ta gom ở chúng ta gom tốt tác chúng ta gom đây và chúng ta chờ đợi một cái tín hiệu em này đánh vượt thoát vùng 11 thì chúng ta sẽ hướng đến target ở 13 NBC cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành than khá là hay nó nó đánh những cái nhịp đánh những cái nhịp sóng sánh nó đánh từ vùng 8 lên tận vùng 26 như vậy là cũng 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 tơi đấy chứ cũng ngon Nhịp này nó đánh từ vùng 14 mà lên đến tận vùng 25 cũng được. 10.000 trên một cổ phiếu là cũng gần được uh, 80% mà. Đó, ví dụ vậy thì nhịp này nó cũng phát hiện con này hơi muộn. Nhưng mà cũng không sao, nói chung là ở vùng 16.5, vùng 17.2 có thể gom tẹo tẹo một ít. À, nhịp này thì cũng không kỳ vọng lớn đâu, vùng 21 22 kiếm cơm gạo ở trong một cái nhịp ngắn như vậy. Ờ, nhóm ngành phân đạm, các anh chị phân đạm đến thời điểm này cũng là tốt rồi, mỹ mãn rồi BFC đạt uh, mắc target 34-34 và đã bị chốt uh, Nhịp chốt này thì dự kiến sẽ chốt về khoảng 29 tháng3 Đạm Cà Mau cũng đạt mắc target rồi, đó, 44 trên 44 Đấy, đạt mắc target rồi các anh chị Và đạt đến đây rồi thì chốt dần đi còn gì nữa Và đây là một cây nến mà không không phải thương tiếc cái gì nữa cả còn bao nhiêu hàng thì đạp nốt à, xu hướng như thế này thì nó sẽ quay trở lại ở đây đó là vùng 35 năm 36 37 ở đây tức là nó sẽ còn một cái đạp nữa rồi sau một cái đạp đó bắt đầu nó mới có thể có những cái tín hiệu kỹ thuật hồi phục ở đây đàm phú Mỹ cũng uh, nét như Sony rồi đạt target mắc target 65 trên 65 thậm chí là nhịp này còn đi suy soát được uh, lên được gần vùng 70 Ờ, thì chúng ta nhìn ở đây này nó ở bên này này vùng 72 tức là trong cái quan điểm kỹ thuật lồng đã nói rồi vùng 65 thì chốt một phần đi còn một phần nữa thì cầm lên vùng 70 71 ở trên này có hàng thì nó lên được tên này thì chúng ta chốt tiếp đó và cây nến này là một cây nến mà nó đang cho thấy rằng dòng tiền đã chốt tương đối mạnh ở ờ, phiên thứ hai tuần tới thì chúng ta sẽ để thêm vùng hỗ trợ 60 trong trường hợp không thủng 60 thì tạm thời còn ôm ôm lại được nhưng còn thủng 60 thôi đấy cổ phiếu CSV về ngạch hóa chất thì đối với CSV trong tuần là chúng ta cũng đã đi được một cái target tương đối thành công ở vùng 56.5 rồi và đang hai có đây là đang hai cây bị chốt và lực chốt này thì khả năng tuần tới nó sẽ hướng lại vùng 49.3 cổ phiếu lát thì chưa đạt kỳ vọng lát là hoàn toàn chưa đạt kỳ vọng trong tuần thì lát đã tuần kể cả tuần trước và tuần này thì lát đã đi rất đẹp ở trên cái vùng biên 15 8 đến khoảng 16 2 À, nhưng với việc uh, kết tuần cái đến kết tuần như thế này thì lát đã bị phá vỡ cái tính kỹ thuật các anh chị phá vỡ rồi đó và khi phá vỡ cái kỹ thuật thì nó sẽ hướng về vùng 15 thủng vùng 15 thì đi về vùng 13.5 đến vùng 14 ở đây tức là uh, trong cái thời điểm hiện tại thì lát đã bị uh, gọi là mất cái tín hiệu mất cái tín hiệu khi mà nó đi ngang tích lũy mà nó không bượt thoát được thì nó sẽ quay trở lại nó test nền đấy là cái cái quy luật tự nhiên của cổ phiếu và không ai chống được nó À, nhóm anh mía đường SBT trong thời điểm hiện tại thì các anh chị cũng có thể lưu tâm đó 15.5 à, 15.5 à, 15 đến khoảng vùng 16 đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật ổn à, nhịp đánh một nó đánh lên được đến vùng 18 và nó chỉnh cung và cái việc chỉnh cung ở đây là quanh vùng 17 đến à, vùng không phải vùng 16, 7 đến vùng 17 các anh chị đó là vùng chỉ cung các anh chị có thể uh, gom thêm uh, kháng cự ở đây kháng cự ở đây đó là vùng 19 và khi nào mà em này break được vùng 19 thoát được vùng 19 ấy thì khi đó là nó đánh sẽ đánh rất là thoát uh, tất nhiên là để đánh vượt thoát vùng 19 thì khả năng nó sẽ phải còn uh, một cái mô hình răng cưa tức là nó đi không phải là một nhát là nó bay lên được 19 đâu nó còn nhìn nhàng kiểu đi như này đó thì nó dích 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 dần dần đó, nó dích dích dần dần rồi sau đó đến cái đoạn gần, gần gần cuối này thì nó bắt đầu bay lên được khoảng trên vùng 19 cộng đó, nó đi theo cái trend mà nó đi theo chạc theo trend ở LSS đờ, cũng là một mã cổ phiếu nhóm anh mới đường và anh chị em cũng quan tâm điểm chỉnh cung về 95 với vùng 10 nó tích lũy khá đẹp và nó đã kéo nhịp một ở đây lên vùng 12 sau khi kéo nhịp một lên vùng 12 thì nó có hai điểm chỉnh cung 10.8 đến khoảng vùng 11 và điểm sau hơn thì sẽ khỏi khoảng vùng 10.5 thì đấy là những cái điểm mà đáng lưu tâm ở trong à, uh, trang kỹ thuật của LSS Ok anh chị như vậy là tuần này thì cũng sẽ tạm thời chúng ta sẽ dừng lại ở tất cả các mã cổ phiếu như vậy Đối với những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm mà chưa được cùng phân tích Thì các anh chị em có thể comment ở phần dưới dòng thời gian của bản tin Sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của các anh chị Rồi phần cuối thì chúng ta sẽ cùng đánh giá nhìn nhận lại xu hướng thị trường trong tuần vừa qua Thì bản tin tuần video số 129, Tùng Lê cũng đã có những cái phân tích đánh giá À, trong đó à, chúng ta nhìn ở trên trạc kỹ thuật ngày thì đối với chỉ số VN30 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1, 1300 đến 1305 các anh chị nhìn thấy ở đây đó là phiên giao dịch của ngày thứ ba thì à, thị trường của chúng ta đã test về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này và sau đó có một cây nến rút chân lên tương đối đẹp à, cây nến này rất là đẹp nhưng mà hai cây kết tuần thì xấu quá đây chúng ta đang nói về về mặt về mặt hỗ trợ các anh chị nhé về mặt hỗ trợ còn về mặt rồi đối với chỉ số phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy ông có nói đến ở vùng 1300 đến 1305 trên năm trên ngày thì chúng ta thấy rằng trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì phái sinh có tiệm cận lại về vùng 1295 điểm và sau đó thì nó rút chân đi lên và cái điểm này cái cây nến kỹ thuật này cũng là rất là đẹp trong phân tích kỹ thuật còn đối với chỉ số index đó, đối với chỉ số index thì chúng ta có nói đến ở đây đó là cái vùng hỗ trợ ở vùng 1270 đến vùng 1280 điểm à, và trong tuần thì cũng có một cái phiên một cái điểm số của phiên giao dịch ngày thứ ba đó nó có rút uh, sâu về ở vùng sáu dưới tiệm cận vùng 1260 và sau đó nó rút chân lên thì như vậy cũng khá là đẹp còn đối với kháng cự thì uh, chúng ta thấy rằng là uh, kháng cự tuần thì cũng có nó rồi đối với chỉ số index đó là vùng 1.300 đến vùng 1 điểm thì trong tuần vừa qua nó đã có 3 phiên giao dịch đều có chạm đến cái điểm trên, Mút trên là 1310 điểm. Đó, về vùng kháng cự ớ hết. Nhưng uh, cả ba phiên giao dịch thì đều không giữ được ở trên vùng 110 điểm và à 1310. Và đáng tiếc một chút đó là phiên kết tuần như thế này thì nó đã bị uh, nó hơi đuối một tí và nó phá đi cái thành quả của chúng ta. Uh, của tức là nó phá đi cái, cái 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 biểu tượng của phiên giao dịch của ngày thứ ba và ngày thứ tư đó ngày thứ năm thì lưỡng lự và đến ngày thứ sáu thì mất đà như vậy là gì tức là phiên này là một phiên xác nhận gần như là một phiên xác nhận đó uh, nó bị 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 xác nhận là nó cái vùng một ba một không này rất là mặn rất rất là khó khăn đúng không anh chị ở chúng ta nhìn thấy đây đây là một cái cây nến búa và cái cái giá đóng cửa nó lại nằm thấp nhất ở trong cái búa này đó, điều đó cho thấy rằng là uh, cái cái lực cầu càng đánh là càng bị 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 bị, bị, bị suy, suy, suy 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 yếu đấy còn đối với chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 thì cũng có nói đến cái vùng kháng cự 1.350 điểm đây thì trong tuần là ở trong phiên giao dịch của ngày của ngày thứ năm thì uh, VN30 của chúng ta đã có những thời điểm là suy soát đạt ở vùng 1350 tức là 1348.5 điểm Đó, suy soát chạm 350 uh, Tuy nhiên thì cái vùng kháng cự 1350 đến 1360 của VN30 và phái sinh vẫn đang uh, Uh, gọi là đang đang bỏ, bỏ 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 gọi là đang lối hẹn lối hẹn với uh, thị trường lối hẹn với nhà đầu tư của chúng ta đúng không anh chị đó là một vùng kháng cự tương đối khó khăn và trong hai tuần vừa qua thì chúng ta đã uh, trải qua 10 phiên giao dịch các anh chị 10 phiên giao dịch thị trường test cung tạo nền thì uh, vì sao hùng lại hùng là lấy 10 phiên giao dịch uh, thì hùng đã có những cái tính toán những cái đánh giá ở trong quá khứ đó, sau những cái nhịp mà thị trường gọi là tăng đạt kháng cự Thì nó sẽ có khoảng tầm 10 phiên giao dịch để nó test tích lũy Và sau 10 phiên giao dịch đó thì nó sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo Để giúp cho chúng ta nhận diện cái xu hướng của cổ phiếu, à, của thị trường Thì nếu như chúng ta nhìn ở trên sạc ngày như này Thì trong tuần tới, trong tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục lấy cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của VN30 Ở vùng 1300 đến 1305 nó và vùng kháng cự thì không có gì thay đổi cả anh chị kháng cự vẫn như vậy thôi kháng cự chưa có gì thay đổi trừ khi là trong tuần uh, chúng ta có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn và cũng sẽ có đánh giá thêm còn kháng cự vẫn là 1350 1360 đối với chỉ số VN30 và phái sinh uh, hỗ trợ thì chúng ta đối với chỉ số VN30 chúng ta sẽ có 1300 đến 1305 đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta có vùng uh, có thể có quay lại vùng 1295 1295 đó là sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và À, đối với chỉ số index của chúng ta thì chúng ta sẽ có thêm cái vùng 1265 đến vùng 1270 và à, điểm sâu hơn có thể là vùng 1260. À, và trên cái chạc kỹ thuật à, M5 à, thì cũng đã có những à, những cái phân tích khá là sâu. Ví dụ đối với chỉ số VN Index thì trong 2 tuần gần đây nó chúng ta đều phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1260 đến khoảng vùng 1270 thì nó đều về đây và cái điểm mẫu chốt của index của chúng ta các anh chị lưu tâm đó là vùng 1245 đến vùng 1250 điểm tức là có chỉnh cung thì chỉnh nhưng cái vùng 1245 đến vùng 1250 là vùng rất là quan trọng nếu như phá cái vùng đấy thì thì hỏng hết hỏng hỏng hết bài luôn đó tuần vừa qua là nó chạm về 1270 nó long lên này đó à, còn kháng cự ở đây thì chúng ta vẫn nhìn thấy đây đấy anh chị Ờ, vùng kháng cự 1300 1310 và có thể tính toán thêm cả vùng 1325 đối với chỉ số index ở trong tuần tuần mới có thể có 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 thêm cái vùng kháng cự này. Ờ, tuy nhiên là để lên được cái vùng kháng cự 1320 1325 này thì sẽ cần thêm cái sự đánh giá. Còn đối với chỉ số phái sinh, đó các anh chị có thể nhìn đến đây, đó là vùng chúng ta sẽ có vùng 1295 đến khoảng vùng 1300 và mẫu chốt vấn đề, then chốt vấn đề đó là vùng 1290 điểm của phái sinh không bị phá. Chứ còn nếu mà phá vỡ cái vùng phá sinh ở đây mà nếu chúng ta phá vỡ ở cái vùng 1290 điểm thì như vậy là hỏng hết, hỏng hết bài luôn. Đấy, bài của chúng ta là gì? Bài của chúng ta là kéo chỉnh cung và tăng điểm. Đấy. Tức là đấy là trong kịch bản mà chúng ta đang kỳ vọng. Đó. đối với chỉ số VN30 cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Kháng cự ở đây 1350, 1360 thì không có gì thay đổi cả. Và trong tuần tới thì xu hướng là em này lại quay trở lại đây thôi. Đó, vùng 1315 đến 1320, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đầu tiên nó sẽ test lại vùng này trước. Rồi sau khi test lại vùng này rồi ấy, mà vùng này mà không giữ được thì chúng ta sẽ tính toán thêm ở vùng 1300 1305 và mẫu chốt vấn đề gọi là then chốt vấn đề đó là vùng 1290 của VN30 nó cũng không được phép bị phá vỡ. Đó là những cái yếu tố về mặt kỹ thuật của thị trường thì chúng ta sẽ có thêm những cái sự phân tích uh, trên các cái nhóm Zalo nó ở trong tuần giao dịch mới và nhìn chung thì đến thời điểm hiện tại các anh chị có thể nhìn bao quát lại tổng quan thị trường một tí đó là gì nhóm trụ và nhóm blue vừa đã kéo rất là tốt ở trong thời điểm vừa qua thì nó sẽ chứng đà tăng nhóm P nhóm P nhóm thủy sản và những cái nhóm tăng tốt ở trong thời ví dụ như có thể có có thể có bảo hiểm những cái nhóm mà nó đã tăng tốt ở trong cái thời gian vừa qua thì nó phân đạm rồi uh, hóa chất những cái nhóm đã tăng tốt trong thời gian vừa qua thì nó cũng sẽ một nó sẽ chứng đả tăng hai là nó sẽ bị chốt ngắn hạn vậy thì uh, thay vào những cái việc đó thì chúng ta đang kỳ vọng ở cái gì kỳ vọng ở nhóm banh nhóm ngành chứng khoán và bất động sản có thể quay trở lại để hỗ trợ thị trường thì trong trường hợp trong cái tuần giao dịch mới nếu như cái kịch bản nó xảy ra thì thị trường của chúng ta mới giữ lại được ở trên những cái vùng hỗ trợ mà vừa phân tích xong còn trong trường hợp mà nhóm những cái nhóm mà chúng ta đang đặt cái cái trọng trách của nó lên mà nó không giữ được cái vị thế nó không có dòng tiền đánh thì như vậy là thị trường của chúng ta sẽ gặp khá nhiều khó khăn và trong trường hợp nếu như mà ví dụ index à, ví dụ vn30 và phái sinh mà chúng ta mất cái vùng then chốt ở đây đó là vùng 1290 cùng với đó chỉ số index của chúng ta mất vùng 1245 điểm thì à, đấy là một cái kịch bản không ai mong muốn cả và đấy là một cái bản rất xấu của thị trường chúng ta đáng lưu tâm là như vậy và không ai muốn cái kịch bản như vậy xảy ra đối với thị trường chung của chúng ta bởi vì trong cái thời điểm hiện tại thì phần gần gần như là tất cả anh chị em của chúng ta cũng đang uh, nắm giữ lại trong tay một cái lượng cổ phiếu tương đối lớn và cái lượng tiền mặt đó thì uh, theo như cái nhận định của hùng thì mọi người đang cầm trong tay rất ít tiền mặt đó vậy thì uh, chỉ có thị trường tăng điểm thôi thì chúng ta mới có chốt lãi được một phần và chúng ta thu cái tiền mặt đó về để chúng ta uh, đảo hàng chém cá ở trên thớt trong các cái nhịp tiếp theo ok bản tin tuần này đến đây là kết thúc và các anh chị em mà có những cái quan tâm hoặc là có những cái câu hỏi nào thì các anh chị có thể đặt ở dưới bản tin tuần hùng sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các anh chị em thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo